Một chùm ánh sáng từ đèn điện chiếu xuyên qua bóng tối trên vùng nước tĩnh lặng của Đại Tây Dương. Tàu Titanic đang lặng lẽ vượt qua những con sóng. Hành khách trên tàu đang ngủ say. Đột nhiên, một vật kỳ lạ màu trắng lọt vào chùm ánh sáng. Tảng băng định mệnh sắp xé toạc một bên của con tàu huyền thoại. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, chỉ 2 ngày trước khi có người chụp được bức ảnh của một tảng băng trôi khổng lồ hình elip khá bất thường. Hóa ra, tảng băng đó rất có thể được tạo thành từ tuyết rơi cách đây 100.000 năm. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình máy tính để tìm nguồn gốc của nó. Họ sử dụng dữ liệu từ năm 1912, rồi thêm một số thông tin mới liên quan đến gió và các dòng hải lưu. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng tảng băng trôi nhiều khả năng là một phần của cụm sông băng nhỏ ở tây nam Greenland. Ngày nay, có thể tính toán được lộ trình của những tảng băng trôi xuất hiện vào bất kỳ năm nào trong quá khứ. Khối băng nổi tiếng nói trên đang di chuyển từ Greenland đến một khu vực cách Cornwall khá xa về phía nam. Nếu con tàu đi qua khu vực ấy chỉ 2 ngày sau ngày 14, thì tảng băng trôi đã di chuyển cách xa khỏi điểm va chạm rồi. Lúc đầu, khối lượng của tảng băng nổi tiếng nhất thế giới kia là 75 triệu tấn. Qua thời gian, nó từ từ tan chảy. Và khi đánh chìm tàu Titanic, khối lượng của nó chỉ là 1,5 triệu tấn. Tính đến thời điểm va chạm, có lẽ tảng băng đã tan chảy trong nhiều tháng. Nhưng nó vẫn là một con quái vật thực thụ. Khi Titanic chìm, tảng băng trôi dài 120 mét và hơn 30 mét bề mặt của nó nằm phía trên mặt nước. Một số người tin rằng chính siêu trăng đã khiến tàu Titanic chìm. Sự kiện mặt trăng hiếm gặp xảy ra vào đêm đó đã không xuất hiện trong 1.400 năm. Trong điều kiện bình thường, tảng băng sẽ không di chuyển được xa về phía nam mà không bị tan chảy và mất đi phần lớn khối lượng. Nhưng siêu trăng có thể là nguyên nhân khiến thủy triều dâng cao bất thường và kéo tảng băng ra khỏi sông băng nhanh hơn bình thường. Có một loại vi khuẩn đặc biệt ăn mòn dần phần còn lại của tàu Titanic. Sự ăn mòn của muối, dòng hải lưu, nhiệt độ lạnh đến mức đóng băng, cộng với vi sinh vật ăn dỉ sét nói trên có thể làm tiêu tan toàn bộ xác tàu. Nữ diễn viên người Mỹ Dorothy Gibson đã ở trên tàu Titanic. Bà may mắn sống sót và gần như ngay sau khi đến được New York, bà bắt đầu quay bộ phim có tên gọi Saved from the Titanic. Phim được phát hành chỉ một tháng sau khi tàu Titanic chìm. Và trong phim, Dorothy thậm chí còn đi đôi giày và mặc bộ quần áo giống như khi xảy ra thảm họa ngoài đời. Bộ phim đã thành công rực rỡ vào thời điểm đó, nhưng bản sao duy nhất được biết đến đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn. 14 năm trước khi tàu Titanic chìm, một tiểu thuyết có tên là Futility đã được xuất bản và nó dường như đã dự đoán toàn bộ sự kiện. Cốt truyện xoay quanh một con tàu hư cấu tên là Titan bị chìm trong chuyến hành trình của nó. Titan có kích thước gần bằng Titanic và cả hai đều chìm xuống biển vào tháng 4. Lý do cũng là một tảng băng trôi. Cả con tàu thực và hư cấu đều được mô tả là không thể chìm. Và cả hai đều không có đủ số lượng thuyền cứu sinh như được yêu cầu. Chúng ta đã xem câu chuyện tình trên tàu Titanic trong phim, nhưng cũng có một số câu chuyện có thật đấy. Có 13 cặp đôi trên tàu Titanic đang trong hành trình đi hưởng tuần trăng mật của mình. Một trong những cặp đôi đó sở hữu cửa hàng bách hóa Macy ở New York. Khi thấy rõ tàu Titanic đang chìm rất nhanh, người vợ đã từ chối xuống thuyền cứu sinh khi không có chồng. Nhưng người chồng không muốn xuống cùng cô khi thấy vẫn còn phụ nữ và trẻ em phải xuống trước. Sau đó, người vợ đưa chiếc áo khoác của mình cho người giúp việc. Cô khăng khăng rằng người giúp việc nên xuống thuyền cứu sinh và cô muốn người đó được ấm áp. Còn bản thân cô thì quyết định ở bên chồng đến cùng. Một số người cho rằng tàu Titanic chìm vì rác ướp chứ không phải vì tảng băng trôi. Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng năm 1000 trước công nguyên, có một phụ nữ bí ẩn sống ở Ai Cập trong thành phố của những tên trộm. Mọi người biết rất ít về cô ấy, nhưng họ gọi cô là nữ tư tế. Xác ướp của cô được đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ, đậy bằng một chiếc nắp lớn có hình khuôn mặt của cô và một số dòng chữ thần bí. Nơi này là bí mật cho đến nửa đầu thế kỷ 19, khi một nhóm người dân địa phương tình cờ đi qua đó. Họ làm xáo trộn sự bình yên của nữ tư tế kia.
Không ai biết bằng cách nào, nhưng xác ướp đã biến mất không dấu vết vào ngày hôm đó. Vài thập kỷ sau, một nhóm bạn giàu có từ Anh đến Ai Cập và tìm thấy quan tài xác ướp trống, cùng hình ảnh của nữ tư tế với đôi mắt đen dường như đang nhìn vào khoảng không vô định. Họ quyết định mua nó. Nhưng người mua đã biến mất ngay trong đêm trước khi nhận được chiếc hòm. Tất cả các thành viên trong nhóm đã gặp tai nạn. Sau này, một số người tin rằng chiếc quan tài đã lên tàu Titanic sau khi thay đổi địa điểm vài lần. Phải mất hơn 70 năm, một tàu ngầm robot mới tìm ra tàn tích của con tàu huyền thoại này. Xác tàu nằm ở độ sâu gần 4.000 mét dưới Đại Tây Dương và bị chia thành hai phần. Tại sao con tàu bị gãy? Không ai biết chính xác. Một số người cho rằng nguyên nhân là do nước tràn vào bên trong khi con tàu va vào tảng băng trôi. Áp lực mạnh đến mức tách con tàu thành hai nửa, bắt đầu từ phần đáy. Những người khác nói rằng nguyên nhân liên quan đến các đinh ri ve trên thân tàu. Chúng có nồng độ xỉ hoặc cặn nóng chảy cao. Và đó là lý do khiến phần kim loại bị tách ra. Nói chung, con tàu có nhiều lỗi, bắt đầu từ khâu thiết kế. Các vách ngăn kín nước không được bịt kín hoàn toàn ở phía trên. Việc này khiến nước chảy qua giữa các ngăn và cuối cùng làm chìm tàu. Sắt trong các đinh ri ve và thép của thân tàu cuối cùng đã bị ăn mòn do hàm lượng lưu huỳnh cao. Nhiệt độ lạnh và tốc độ lớn của con tàu, thép vỡ vụn và những chiếc đinh ri ve bong ra khá dễ dàng. Vì lý do này mà Titanic đã chìm nhanh hơn gấp 24 lần so với bình thường. Nếu con tàu đâm trực diện vào tảng băng trôi thay vì đâm từ một bên, có thể nó sẽ vẫn nổi trên mặt nước. Tại sao thủy thủ đoàn không có ống nhòm? Vận dụng này chắc chắn sẽ giúp họ phát hiện ra tảng băng kịp lúc và thậm chí có thể tránh được thảm họa. Nhưng ống nhòm trên tàu Titanic đã bị khóa trong ngăn chứa đồ. Chỉ có một thành viên thủy thủ đoàn có chìa khóa. Nhưng người này đã được đưa ra khỏi tàu ngay trước khi tàu ra khơi. Sau đó, người này nói rằng anh không nhớ đã giao lại chìa khóa hay chưa. Nhưng ngay cả khi không có ống nhòm, con tàu vẫn có thời gian để thay đổi hướng và tránh va chạm nếu thủy thủ đoàn nhận được cảnh báo. Nhưng đây chính là vấn đề vì đã có người cảnh báo họ. Khoảng một tiếng trước khi vụ việc xảy ra, một con tàu tương đối gần với Titanic tên là SS Californian đã gửi một tin nhắn để thông báo rằng nó đã dừng lại vì băng trường đặc, nhưng lời cảnh báo không đến được tai của thuyền trưởng Titanic. Một số chuyên gia cho rằng lý do là vì nhân viên vô tuyến không nghĩ rằng nó khẩn cấp. Sau đó, SS Californian cho biết họ không nhận được cuộc gọi cầu cứu từ Titanic vì nhân viên vô tuyến của họ đã hết giờ làm. Một số người nói thủy thủ đoàn trên tàu Titanic không thể phát hiện ra tảng băng trôi đúng lúc vì ảo ảnh quang học. Điều kiện khí quyển vào đêm đó có lẽ đã gây ra hiện tượng siêu khúc xạ. Và đây là yếu tố ngụy trang cho tảng băng trôi. Rốt cuộc, không ai thực sự nhìn thấy tảng băng cho đến khi nó ở quá gần con tàu. Khoảng thời gian kể từ lúc họ nhìn thấy tảng băng trôi và lúc xảy ra va chạm chỉ vẻn vẹn chưa đầy một phút. Chính xác là chỉ có 37 giây. Và con tàu Titanic đã biến mất dưới những con sóng của đại dương sau 2 tiếng 40 phút. Titanic chìm vào ngày 14 tháng 4 năm 1912 và tất cả đồ đạc của hành khách cũng như đồ dùng của con tàu đều chìm xuống vùng nước sâu, tối tăm cùng với nó. Những vật thể này đã kiên nhẫn chờ đợi để được phát hiện cho đến năm 1985. Titanic chìm nhanh chóng và dường như tàu gần như không còn gì. Tuy nhiên, các thợ lặn trên tàu ngầm nhỏ đã tìm cách vớt được nhiều hiện vật từ đống đổ nát. Nếu bạn thắc mắc những món đồ đáng ngạc nhiên đó trông như thế nào, hãy tham gia cùng tôi nhé! Một số viện bảo tàng có bộ sưu tập các hiện vật Titanic được các thợ lặn giải cứu hoặc do những người sống sót và người thân của họ tặng. Và một số mặt hàng đó thậm chí còn được bán đấu giá nữa. Vì vậy, nếu bạn sẵn sàng chi cả rổ tiền cho một hiện vật độc quyền, tại sao không? Hiện vật đầu tiên trong danh sách của tôi là chiếc đồng hồ bỏ túi của hành khách tàu Titanic, John Chapman. John và vợ Elizabeth đang hưởng tuần trăng mật
Khi con tàu va phải tảng băng trôi, Elizabeth được mời ngồi trên xuồng cứu sinh bên cạnh người bạn Emily Richards. Tuy nhiên, có một vấn đề. Ông Chapman không thể vào xuồng cứu sinh. Elizabeth quay sang người bạn Emily và nói: "Tạm biệt. Nếu John không đi được, thì tôi cũng không đi. Đó là thứ mà tôi gọi là tình yêu đích thực." Sau một thời gian ngắn, con tàu chìm xuống. Nếu quay lại với chiếc đồng hồ bỏ túi của Chapman, chúng ta sẽ nhận thấy thêm một chi tiết đau lòng. Các chuyên gia tin rằng chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động đúng lúc con tàu chìm. Bạn có nhớ cảnh tượng mang tính biểu tượng trong bộ phim Titanic khi ban nhạc trên tàu tiếp tục chơi trong khi con tàu đang chìm không? Cây vĩ cầm do nhạc sĩ thực thụ chơi đã được bán đấu giá với giá 1,7 triệu đô la Mỹ vào năm 2013. Người ta nói rằng ban nhạc đã chơi bài Nearer My God to Thee khi con tàu vượt biển bị chìm. Lita đã bắt đầu nói về ban nhạc nên chúng ta cũng có thể làm sáng tỏ một bản nhạc được tìm thấy trên con tàu. Đó là bài hát Put Your Arms Around Me, Honey. Trên thực tế, lá giấy gần như bị hỏng ngay lập tức khi gặp nước. Việc nhìn thấy những tài liệu đó quả là một điều kỳ diệu. Một tài liệu giấy khác được lưu lại là thực đơn bữa trưa. Những hành khách hạng nhất mặc những bộ váy đẹp đẽ và thưởng thức bữa ăn của mình mà không biết rằng đó là bữa trưa cuối cùng của mình. Món đồ độc đáo này đã được bán đấu giá với giá 120.000 đô la Mỹ. Các bữa ăn được cung cấp tùy theo hạng khoang. Ví dụ, hành khách hạng nhất sẽ ăn gà tây nướng với sốt nam Việt quất, thịt cừu non hoặc cá tuyết chấm đen nướng. Để so sánh thì bữa trưa hạng 3 bao gồm những thứ như cơm, bánh mì tươi, thịt bò nướng và sốt nâu. Ngoài ra còn có bánh quy trên cabin mà hành khách sẽ ăn để giảm say sóng. Không chỉ là thực đơn đâu nhé, cả một vé VIP cũng được tìm thấy. Số trên vé vẫn có thể đọc được là 1342. Số 5 là mẫu nước hoa thời Edwardian. Một nhà hóa học tên Adolf Saarfeld bước lên tàu Titanic với nhiều mẫu chai nước hoa khác nhau. Tại sao anh ấy lại mang theo mấy mẫu này? Chà, Saarfeld dự định mở một cửa hàng nước hoa ở Mỹ. 61 lọ nước hoa chìm cùng với con tàu. May mắn thay, chủ nhân của chúng đã sống sót và đến đó an toàn. Nhưng mẫu vật của anh đã bị chìm và chỉ được các thợ lặn phát hiện lại cách đây một thời gian thôi. Khi chúng ta vô tình làm rơi chiếc đĩa, nó thường vỡ thành từng mảnh. Bây giờ có một câu hỏi. Bạn có nghĩ một chiếc đĩa nguyên vẹn từ tàu Titanic có thể được trục vớt không? Câu trả lời là có. Bộ đồ ăn White Star nguyên bản là bằng chứng. Rõ ràng, mỗi hạng hành khách không chỉ được phục vụ những bữa ăn khác nhau mà còn được phục vụ những loại đĩa khác nhau. Những chiếc đĩa được tìm thấy có họa tiết hoa màu xanh lá cây và màu nâu. Các cạnh có viền vàng và có logo ở giữa. Nhân tiện, chúng được bán đấu giá và bạn có thể tìm thấy chúng trực tuyến à nha. Hãy tiếp tục với những câu chuyện cá nhân cảm động. Chuyện tình của Rose và Jack mà chúng ta thấy trong phim là hư cấu, nhưng chắc chắn con tàu đã chứng kiến nhiều câu chuyện lãng mạn rồi. Đây là một bức thư tình để chứng minh điều này. Những tin nhắn kể cho chúng ta câu chuyện về cuộc sống trên tàu trong những ngày qua. Nó được viết bởi Kate Bus vào ngày 10 tháng 4. Cô ấy đề cập đến việc mình cảm thấy say sóng như thế nào và những điều khác, chẳng hạn như việc cô phải đi ăn tối sau nửa giờ nữa. Bức thư này không phải là bức thư duy nhất mà thợ lặn đưa lên mặt nước. Ví dụ, có bức thư Esther Hart viết cho cô con gái nhỏ Eva. Nó đã được bán đấu giá với giá 119.000 bảng Anh. Bức thư này có lẽ là bức cuối cùng được viết trên tàu vì nó được hoàn thành chỉ 8 giờ trước thảm kịch. Bức thư không bị hư hỏng nặng vì nó nằm trong túi áo khoác của chồng Esther. Một lá thư khác mà chúng ta có thể kể đến là lá thư của tiến sĩ John Simpson. Đó là những lời cuối cùng anh viết cho mẹ mình. Hãy để tôi giới thiệu bạn với Edith Rosenbaum. Cô ấy đang ở trên tàu với chú lợn đồ chơi may mắn của mình. Edith đã bị thương nặng trong một vụ tai nạn trước khi cô lên đường tới con tàu lớn. Món đồ trên này là món quà của mẹ cô như một chỗ dựa tinh thần cho quá trình hồi phục sức khỏe của cô. Thực ra nó là một hộp nhà có hình con lợn. Edith đã dùng nó để xoa dịu những người trẻ tuổi đang sợ hãi trên cùng một chiếc thuyền cứu sinh. Món đồ tiếp theo trong danh sách chính là chiếc còi trinh sát của Lillian Winfred Bentham. Cô ấy là hành khách hạng nhì. Vào cái đêm khủng khiếp đó, Lillian đang ở trong phòng riêng của mình. Cô không tin rằng tàu Titanic có thể chìm. Xét cho cùng thì đó là con tàu không thể chìm. Bạn của cô đã đến gặp cô và thuyết phục cô nhảy xuống xuồng cứu sinh. Đến lúc này cô mới nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Một lúc sau,
cô thấy con tàu vỡ làm hai phần. Khi xuồng cứu sinh trôi vào màn đêm, Lillian nhìn thấy một thuyền viên cũng được cứu. Không cần suy nghĩ kỹ, cô quấn người đàn ông bằng chiếc áo khoác lông của mình. Trời lạnh cóng nên có lẽ cô ấy đã cứu mạng người đàn ông bằng cách đó. Chàng trai muốn cảm ơn lòng tốt của cô nên đã đưa cho Lillian một chiếc còi trinh sát. Đó là chiếc còi anh dùng suốt đêm để kêu cứu. Đôi găng tay trắng này là một trong những hiện vật hiếm nhất được tìm thấy từ tàu Titanic. Đôi găng tay có tông này thuộc về một quý ông. Không rõ danh tính của chủ sở hữu là ai. Vải không thể tồn tại dưới nước trong nhiều thập kỷ, nhưng những chiếc găng tay này trông vẫn đẹp và bạn vẫn có thể thấy được những chi tiết tinh tế và sang trọng. Một chiếc chuông báo động cũng đã được tìm thấy. Vâng, đó là chiếc chuông nổi tiếng ấy đó. Chiếc chuông reo để cảnh báo mọi người về tảng băng trôi. Hạm đội Frederick và Reginald Lee đang làm nhiệm vụ canh gác vào đêm xảy ra tai nạn. Cả hai đều sống sót. Hạm đội là người đã nhìn thấy tảng băng trôi trước khi con tàu đâm vào nó. Điều trớ trêu là Fleet và Lee không có ống nhòm. Chúng được cất trong tủ đựng đồ ở tủ quạ. Nhưng chìa khóa tủ lại nằm trong túi của một thuyền viên được điều động sang tàu khác vào phút cuối và không để lại chìa khóa. Họ có thể nhìn thấy tảng băng trôi sớm hơn nếu họ có cặp ống nhòm. Nếu họ có nó, con tàu Titanic có thể đã tránh thảm họa rồi. Thợ lặn không chỉ phát hiện được đồ đạc của hành khách hay thủy thủ đoàn, mà còn cả những mảnh vỡ của chính con tàu. Hiện vật tiếp theo là cầu thang lớn. Một số phần của cấu trúc mang tính biểu tượng này đã được trục vớt từ xác tàu. Hóa ra, cầu thang này đã trở thành nơi gặp gỡ của những hành khách hạng nhất. Nếu họ muốn đến thăm nhà tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày đi spa hoặc ăn tối, họ hẹn nhau ở cầu thang và cùng nhau đi. Cầu thang này là dấu hiệu cho thấy một số phần của Titanic sang trọng như thế nào. Một vật thể được trục vớt một cách kỳ diệu khác thuộc về tàu Titanic là sơ đồ của nó. Đó là một trong những hiện vật đắt nhất được bán đấu giá. Sơ đồ rộng khoảng hơn 9 mét. Còn gì nữa? Máy đo logarit cũng được phát hiện. Đó là một thiết bị dùng để kiểm tra tốc độ di chuyển của con tàu và khoảng cách mà nó đi được. Các chuyên gia cho biết, kể từ trưa ngày 14 tháng 4, thiết bị này đã đi được 268 hải ly. Và còn nhiều hơn thế nữa, một mảnh thân tàu khổng lồ được gọi là mảnh lớn cũng được tìm thấy. Anh chàng này nặng 15 tấn lận. Các cửa sổ lớn hơn dành cho cabin và những cửa sổ nhỏ hơn dành cho phòng vệ sinh. Mảnh này được tìm thấy vào năm 1994, nhưng phải đến năm 1998 nó mới được lấy ra thành công. Sau ngần ấy năm ở dưới nước, mảnh này tràn ngập sinh vật biển. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là các ô cửa sổ vẫn có kính. Giả sử bạn là một thợ lặn và bạn chỉ có thể lấy được một trong những món đồ này, bạn sẽ chọn cái nào? Đó là ngày 12 tháng 9 năm 1990. Và lúc ấy, rất lâu trước khi tin nhắn tức thời và cuộc gọi Zoom ra đời, có một cô bé đang tìm kiếm bạn bè qua thư từ. Zoe đang ở trên một con tàu di chuyển từ Anh đến Bỉ, đi nghỉ cùng cha mẹ của mình. Khi đó cô chỉ mới 10 tuổi, nhưng là một nữ sinh rất thông minh. Cô lấy một tờ giấy và bắt đầu ghi chép một vài câu. Cô giới thiệu về bản thân, sau đó viết về việc cô thích múa ballet, thổi sáo và chơi piano. Tất nhiên, cô không quên nhắc đến hai con vật cưng yêu quý của mình. Một chú chuột lang nhỏ mà cô gọi là Sparkle và một chú cá có tên là Speckle. Zoe cũng ghi lại địa chỉ để người khác có thể liên lạc với cô trong trường hợp ai đó muốn hồi âm. Nhưng thân ơi, lúc đó cô đang ở trên biển. Cô có thể gửi lời nhắn này cho ai chứ? Một ý tưởng thú vị nảy ra trong đầu Zoe. Cô cẩn thận đặt lá thư của mình vào một cái chai nhựa. Đậy chặt nắp để bảo vệ nó khỏi nước và ném nó xuống biển. Sự hào hứng của cô gái nhỏ vơi dần theo năm tháng vì cô không nhận được thư phản hồi. Có thể cái chai đã bị kẹt ở đâu đó, cũng có thể nó đã bị một sinh vật biển to lớn đáng sợ nào đó nuốt chửng, hoặc có thể nước đã tràn qua nắp nhựa và làm hỏng lá thư của cô. Nhiều năm sau, vào dịp lễ Giáng sinh, một lá thư gửi cho Zoe đã được chuyển đến nhà của bố mẹ cô dưới cái tên thời con gái của Zoe. Hóa đơn bưu điện cho biết lá thư được gửi đến từ châu Âu. Đó là của một cặp vợ chồng người Hà Lan có tên Pierre và Jacqueline Latour. Họ tìm thấy cái chai đóng chặt của Zoe và đã ân cần viết thư hồi đáp lại. Họ nói rằng họ đã tìm thấy lá thư trong số những mảnh rác bị trôi dạt vào bờ biển.
Bức thư của Zoe đã trôi lênh đênh trên biển trong một thời gian dài, lên tới 23 năm và đã di chuyển hơn 560 km để đến được địa điểm cuối cùng, gần Rotterdam, Hà Lan. Đó là một chuyến đi khá thú vị đối với một cái chai nhựa nhỏ. Một câu chuyện tương tự như chuyện của Zoe là về mối liên hệ kỳ lạ giữa hai cậu bé. Một cậu bé người Đức tên Frank Uesbeck đang ở trên thuyền du lịch đến Đan Mạch. Cậu có ý tưởng giống như Zoe. Lúc ấy mới 5 tuổi, cậu đã viết một lời nhắn và ném nó xuống biển ở một nơi nào đó. Đó là năm 1987. Nhiều năm sau, cậu mới nhận được phản hồi. Khi đó cậu đã 29 tuổi. Bức thư của cậu giống như bức thư Zoe sẽ gửi vài năm sau đó, cũng đã ở trên biển trong suốt 24 năm. Thông điệp của Frank đã được một cậu bé có tên là Daniel Karotkic tìm thấy khi đang đi dạo với bố mẹ ở Curonian Spit gần biển Baltic. Daniel thật may mắn khi bố của cậu biết vừa đủ tiếng Đức để dịch lá thư cho cậu. Hai người bạn cuối cùng đã gặp nhau qua cuộc gọi video vào năm 2011. Không phải tất cả những câu chuyện về lá thư trong chai đều được giải thích. Vào năm 2013, một vận động viên lướt sóng người Croatia đã tình cờ bắt gặp một cái chai bị hư hại khi ở gần biển Adriatic. Lá thư trong đó được viết từ năm 1985 và của một người đàn ông tên là Jonathan. Người gửi rất háo hức khi bức thư của mình đến được với một người phụ nữ tên là Mary, và anh cũng bày tỏ mong muốn được cô hồi âm. Vì bức thư được cho là đã được gửi đi từ Nova Scotia, nên cái chai đã phải đi một quãng đường dài tới 6.000 km. Lá thư đã di chuyển từ Đại Tây Dương, qua Địa Trung Hải và đến bờ biển Adriatic ở Croatia. Danh tính của cả John lẫn Mary đều không được xác nhận. Cũng có những lá thư trong chai đi kèm với những câu chuyện tình rất lãng mạn mà tôi muốn chia sẻ. Đây là trường hợp của Ake và Paulina Viking. Khi Ake, một thủy thủ cô đơn người Thụy Điển, đặt lá thư của mình vào một cái chai và ném nó xuống biển Địa Trung Hải, anh không hề biết rằng mảnh giấy đó sẽ đến tay người vợ tương lai của mình. Đó là vào đầu những năm 1950. Cái chai đã được một người đàn ông ở Ý tìm thấy. Người này đã có nhã ý tặng nó cho cháu gái của mình là Paulina. Sau một năm trao đổi thư từ qua lại với nhau, cuối cùng Ake và Paulina đã gặp mặt và kết hôn. Sau khi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới, họ đã phần nào trở thành một cặp đôi nổi tiếng vào thời điểm đó. Họ thậm chí còn chia sẻ video quay cảnh đám cưới với thế giới, và câu chuyện của họ đã được đăng trên rất nhiều tờ báo. Sự kiện may mắn này đã khởi mào cho một phong trào tìm kiếm tình yêu của những người trẻ tuổi, làm tăng số lượng thư được ném ra biển để tìm một cái kết như cổ tích. Tuy nhiên, không phải tất cả những câu chuyện bắt đầu như thế đều thành công. Năm 1945, một người Mỹ tên là Frank Hayostek đã đặt một lá thư tương tự như lá thư của Ake vào một cái chai và ném xuống biển. Gần một năm sau, lá thư của anh được một phụ nữ người Ireland tìm thấy. Tên cô là Brenda O'Sullivan. Lúc đó, việc trao đổi thư từ qua lại nhiều năm của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông, nhưng tình bạn ấy chưa bao giờ nảy nở vì áp lực. Cuối cùng họ đã gặp nhau trực tiếp khi Frank đi du lịch đến Ireland, nhưng anh không ở lại lâu và cuối cùng họ đã mất liên lạc với nhau. Sau khi Titanic gặp kết cục bi thảm của nó, nhiều cái chai chứa những thông điệp bí mật bắt đầu trồi lên mặt nước. Hầu như tất cả chúng đều là giả, chỉ trừ một lá thư. Nhiều năm sau khi Titanic chìm xuống trong vùng biển băng giá ở Đại Tây Dương, một cái chai đã được tìm thấy trên bờ biển Ireland. Nó được cho là của một người đàn ông tên là Jeremiah Burke, và cho đến ngày nay, nó được xem là cái chai duy nhất đựng lá thư thật sự đến từ Titanic. Mảnh giấy chỉ đơn giản ghi tên người gửi vào địa điểm là tàu Titanic kèm theo từ tạm biệt. Vì ngày tháng đã bị phai đi nên rất khó để ước tính xem bức thư được gửi trước hay sau thời điểm con tàu đâm phải tảng băng trôi. Tuy nhiên, theo cách hiểu thông thường thì vì Jeremiah đang tìm cách chuyển đến sống ở Mỹ, nên anh chỉ đơn giản là đang gửi lời hỏi thăm cuối cùng mang tính tượng trưng tới gia đình và bạn bè ở Ireland. Cách gặp gỡ và đôi khi tương giao đơn giản này đã trở thành sở thích của một người đàn ông đến từ một tỉnh ở Canada, tên là đảo Hoàng tử Edward, nằm ở phía đông bang Maine của Mỹ. Người đàn ông tên Harold Hackett này tuyên bố đã ném hơn 4.000 chai xuống Đại Tây Dương kể từ năm 1996. Ông cũng tuyên bố rằng mình đã nhận được nhiều phản hồi từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm những lá thư với người gửi ở châu Âu, như Pháp và Đức,
hay từ Bahamas và thậm chí từ châu Phi. Và ông nhận được khoảng 150 tấm thiệp Giáng sinh từ bạn bè mỗi năm nhờ thú tiêu khiển kỳ lạ này. Cho đến nay, Harold vẫn từ chối thêm số điện thoại vào các bức thư. Bằng cách này, ông đảm bảo rằng nếu mọi người muốn liên lạc với ông thì cách duy nhất là qua một lá thư viết tay. Harold cũng đã nghiên cứu những thời điểm tốt nhất để gửi thư đi trên biển dựa trên hướng gió và dòng hải lưu. Giờ đây, có nhiều cái chai đã ở trên biển cả đời sau khi bị người gửi ném xuống. Đó là trường hợp của một người đàn ông người Anh. Ông đã viết một lá thư và bỏ nó vào một cái chai trước khi ném nó xuống eo biển Manch vào năm 1914. Tên người đàn ông đó là Thomas Hugh. Ông muốn gửi lời nhắn đó tới vợ của mình, nhưng đã lịch sự viết một lá thư cho người chạm tay vào cái chai đầu tiên, nhờ họ chuyển lá thư đến nơi cần thiết. Cái chai đã không đến được với vợ của Thomas bởi vì người ta đã tìm thấy nó trên bờ biển Essex mãi tận 85 năm sau. Người đàn ông tình cờ tìm thấy cái chai đã tốt bụng liên hệ với gia đình người nhận và để lá thư là vật sở hữu của con gái ông Thomas. Và 85 năm không phải là khoảng thời gian dài nhất để một cái chai nhỏ cưỡi trên những cơn sóng biển. Một nhà khoa học tên là Hunter Brown đang nghiên cứu các dòng hải lưu ở biển Bắc thì ý tưởng này chợt nảy ra trong đầu ông. Ông đã đặt những lá thư với cùng một thông điệp vào gần 2.000 cái chai và nhờ người nhận viết thư hồi đáp kèm vị trí họ tìm thấy nó. Hunter nghĩ rằng phương pháp này sẽ giúp ông hiểu rõ hơn về cách phân bổ của các dòng hải lưu trên biển Bắc. Một cái chai được tìm thấy cách vị trí ban đầu khoảng 17 km sau 97 năm. Cho đến nay, đã có hơn 300 cái chai ban đầu liên quan đến dự án của Hunter Brown đã vào được đến bờ. Không phải tất cả các lá thư tìm thấy trong chai đều được trả lời qua thư viết tay. Oliver Van Der Veel đã ném một cái chai có chứa một lá thư từ bờ biển nước Anh khi đang đi nghỉ mát cùng gia đình. Lúc đó ông chỉ mới 14 tuổi. 33 năm sau, một người phụ nữ liên hệ với Oliver qua Facebook, nói rằng cô đã nhận được lá thư của anh và theo dõi anh thông qua trang cá nhân mạng xã hội. Lúc đầu, Oliver hầu như không nhớ mình đã đặt lá thư vào trong chai. Nhưng cuối cùng anh nhớ lại sự việc, thậm chí cả chuyện anh bịt kín miệng chai bằng sáp nến để đảm bảo nó không bị ướt. Và kế đến là Christina Aguilera và cái chai của cô ấy. Không, đợi đã! Của cô ấy là Genie in a Bottle cơ mà. Gặp author John Priest nhé. À, anh ấy không nổi tiếng vì là một họa sĩ hay vì đã khám phá ra một kho báu bị thất lạc từ lâu. Anh cũng không phát minh ra những tiện ích hay ho hoặc phá vỡ bất kỳ kỷ lục thế giới nào. Author John Priest nổi tiếng đơn giản là vì không thể chìm. Điều này chứng tỏ một người có thể vừa may mắn vừa không may. Priest đã gặp và sống sót qua một số rủi ro trên biển, bao gồm cả chuyến đi đầu tiên định mệnh của con tàu Titanic. Priest không phải là một người giàu có thích ra khơi cho vui, anh thuộc tầng lớp lao động, làm việc như một thợ đốt lò hoặc lính cứu hỏa. Anh ở hàng giờ trong ruột nóng của những con tàu lớn chạy bằng hơi nước. Công việc của anh nhem nhuốc và vất vả. Anh chịu trách nhiệm giữ cho các lò luôn cháy và thêm than để đảm bảo đủ hơi cho động cơ hoạt động. Anh phải cẩn thận không làm hệ thống quá nóng hoặc đốt cháy toàn bộ con tàu. Các lò đốt phải được theo dõi cẩn thận và liên tục thêm than. Priest hít vào tất cả trong một lúc, làm việc và chiến đấu với mồ hôi và bụi bẩn. Anh thường xuyên cởi trần làm việc vì nắng nóng và luôn bám đầy bụi than đen. Và khi được nghỉ ngơi, khu sinh hoạt chung của anh cũng ở gần đó, trong khu làm việc. Tuy nhiên, chắc hẳn Priest đã làm rất tốt công việc của mình vì anh không gặp khó khăn gì khi tìm việc. Nhưng dù anh đi đến đâu, vận đen dường như luôn theo đến đó. Sự cố đầu tiên tương đối nhẹ. Khi còn trẻ, Priest làm việc trên IMS Asturias, con tàu chở khách lần đầu tiên ra khơi vào năm 1907, đi giữa Southampton ở Vương quốc Anh đến Buenos Aires ở Argentina. Một lúc nào đó trong chuyến đi đầu tiên, con tàu đã gặp một vụ va chạm nhỏ, thiệt hại đủ để con tàu phải quay trở lại để sửa chữa. Rất may không có báo cáo về bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào. Priest không dừng lại, anh đi làm việc trên một con tàu khác, nhưng vận rủi vẫn đeo bám con tàu Asturias. Năm 1914, nó trở thành một con tàu bệnh viện, giúp chăm sóc những người đàn ông và phụ nữ bị bệnh ở khắp châu Âu, đồng thời đưa họ về nước Anh. Nhưng vào tháng 3 năm 1917, vào khoảng nửa đêm, con tàu bị một vật lạ đâm vào.
vỏ tàu bị thủng và buồng máy ngập nước. Thuyền trưởng ra lệnh cho mọi người rời tàu, đưa thủy thủ đoàn, bệnh nhân và nhân viên y tế nhanh chóng xuống thuyền cứu sinh. Con tàu vẫn di chuyển, chạy trên biển vì bộ điều khiển chính nằm trong buồng máy ngập nước không thể tắt được. Thuyền trưởng từ chối rời tàu trong khi mọi người vẫn đang cố gắng thoát ra. Ông đã đưa được Asterius về phía Bowhead, nơi nó đã gặp đứt liềng và không chìm. Các thuyền cứu sinh còn lại đã được hạ thủy và những người sống sót cuối cùng đã đến nơi an toàn. Sau đó, khi nghiên cứu thiệt hại trên con tàu Asterius, người ta tuyên bố nó đã thiệt hại hoàn toàn. Có thể khó đổ lỗi thảm họa này cho Pierce. Rốt cuộc, anh ấy thậm chí còn không ở trên tàu vào thời điểm đó. Nhưng có vẻ nhiều con tàu mà anh phục vụ đã gặp trục trặc. Phần rủi đã theo anh đến với công việc tiếp theo trên RMS Olympic, một tàu đại dương khổng lồ. Olympic rất lớn, trên thực tế nó đã được thiết kế và chế tạo như một phần của hạm đội bao gồm cả Titanic. Nhưng kích thước đi kèm với sự hy sinh, Olympic rất giỏi trong việc di chuyển theo một hướng nhưng lại rất khó để quay đầu. Lúc đó là tháng 9 năm 1911, Olympic đang cố gắng thay đổi đường đi. Hawk, một con tàu nhỏ hơn, đang chạy gần đó, không cho con tàu lớn hơn đủ chỗ để điều hướng, và cả hai đâm vào nhau. Vì Hawk được chế tạo để đối phó với các cuộc đối đầu tiềm ẩn khi ở ngoài biển, mũi tàu được gia cố của nó đã đâm xuyên qua Olympic. Hai tàu lớn xuất hiện bên cạnh con tàu biển, trục cát đăng bị xoắn nặng và tệ hơn là con tàu bắt đầu tiếp nước. Bằng cách nào đó, Olympic đã vào được bờ mà không bị chìm và không ai bị thương nặng. Reyes không biết rằng đây chỉ là một chút nếm trải trong những thứ mà tương lai dành cho anh. Tiếp theo, anh tìm được việc trên một con tàu mới toanh, một con tàu tốt hơn, một kiệt tác không thể chìm và được cho là con tàu lớn nhất từng được chế tạo. Vâng, anh làm việc trên tàu Titanic, một công việc tuyệt vời, phải mất 29 lò hơi, gần 850 tấn than mỗi ngày để tạo ra đủ hơi nước cung cấp năng lượng cho tàu Titanic. Pierce chỉ là một trong số 150 thợ đốt lò vất vả ở khu vực bên dưới của con tàu, giữ cho những ngọn lửa bùng cháy cả ngày lẫn đêm. Anh kiếm được khoảng $30 một tháng, nhưng vào ngày 14 tháng 4 năm 1912, anh thấy như mình đang bay từ một thế giới cực nóng sang một nơi lạnh giá. Vào khoảng 11 giờ 35 phút tối, thủy thủ đoàn phát hiện thấy một tảng băng trôi. Tàu Titanic đã cố gắng tránh nó, nhưng báo động đã vang lên quá muộn. 5 phút sau, cả hai va vào nhau, tảng băng đã xé toạc thân tàu và các khoang kính nước bên trong vỡ toang. Khi nước đại tây dương lạnh giá tràn vào, con tàu bắt đầu chìm. Các tín hiệu báo động đã được gửi đi, nhưng con tàu gần nhất, Carpathia, cách đó hơn 3 tiếng. Trong đêm tối và bị mắc kẹt giữa biển khơi hoang vắng, thủy thủ đoàn và hành khách hoảng loạn. Có người giành được thuyền cứu sinh, những người khác nhảy xuống vùng nước băng giá. Tổng cộng chỉ có 706 người sống sót sau đêm kinh hoàng ấy. Lúc va chạm, Reyes đang ở khu vực bên dưới của con tàu. Anh đang nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và khi con tàu chìm, cơ hội sống sót của anh cũng chìm theo. Anh và đồng nghiệp đang ở chỗ nguy hiểm nhất trên con tàu. Họ phải vượt qua một mê cung gồm các hành lang và cầu tàu. Một số trong số đó đã ngập nước tới tận bom tàu. Và sau đó họ đối mặt với làn nước lạnh giá. Họ nhảy xuống và liều lĩnh bơi đến nơi an toàn. Đại dương lạnh đến mức Reyes thậm chí còn bị tê cống trước khi tìm được đường lên thuyền cứu sinh. Anh là một trong 44 người đốt lò sống sót trong đêm đó. Sau một trải nghiệm như vậy, hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân lên tàu nữa. Nhưng Reyes phải làm việc. Công việc tiếp theo của anh cũng kết thúc trong thảm họa. Anh đã được mời làm việc trên HMS Alcantara. Nó đã chìm vào năm 1916 và Pierce một lần nữa là một trong số ít người đến được nơi an toàn. Lần này anh bị thương nặng. Nhưng Pierce vẫn bám trụ với vận may của mình và công việc tiếp theo của anh với tư cách là một người đốt lò có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ. Anh sẽ làm việc trên một con tàu do chính những người đứng sau cả Olympic và Titanic chế tạo. Và con tàu này được đặt tên là Britannic, là con tàu lớn nhất trong 3 chiếc. Nó cũng được cho là một con tàu ưu việt, trang bị các tính năng an toàn mới sau khi Titanic chìm. Ví dụ, nó có 48 thuyền cứu sinh, 46 trong số đó là thuyền lớn nhất từng được sử dụng trên một con tàu.
Hai trong số này thậm chí còn đựng gắn động cơ và trang bị các thiết bị liên lạc đặc biệt. Tin tốt là Britannic đã sống sót sau chuyến đi đầu tiên mà không gặp sự cố. Nó đã hoạt động tốt hơn Titanic. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 11 năm 1916, tàu Britannic bị rung chuyển bởi một vụ nổ lớn khi đang di chuyển qua kênh Kea ở biển Aegean. Thân tàu bị hư hại và một số khoang bắt đầu ngập nước. Tuy nhiên, không giống như tàu Titanic, tàu Britannic được thiết kế chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp. Nó đã được trang bị 5 buồng kính nước nguyên vẹn. Những buồng này giúp giữ cho con tàu an toàn và nổ trong thời gian dài hơn. Nhưng có một vấn đề, các lỗ hổng dọc theo các bom dưới đã bị để mở một cách ngu ngốc. Khi con tàu nghiêng, các ô cửa để nước vào làm ngập Britannic và đẩy nhanh phần thấp của nó xuống biển. Việc này đã khiến những buồng kính nước trở nên vô dụng. Con tàu chìm xuống rất nhanh, trên thực tế nhanh hơn lúc Titanic chìm nhiều. 35 thuyền cứu sinh hạ thủy thành công, cứu được hầu hết mọi người trên tàu. Trong số 1.066 hành khách và thủy thủ đoàn, có 1.036 người sống sót. Pierce vẫn may mắn là một trong số đó và anh vẫn chưa kết thúc cuộc sống trên biển. Anh chấp nhận một vị trí đốt lò trên Donegal, đó là một chiếc phà chở khách nhỏ hơn, sau này được thay đổi làm thuyền bệnh viện. Vào tháng 4 năm 1917, nó bị một vật thể lạ đâm phải khi đang cố thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Và dù bị chấn thương ở đầu, nhưng Pierce lại là một trong những người sống sót. Phải trải qua hai vụ va chạm và 4 lần chìm tàu, Pierce mới sẵn sàng nghỉ hưu. Trên thực tế, anh nói rằng anh từ bỏ chỉ vì không ai muốn ra khơi cùng với anh. Bạn có thể trách họ không? Pierce sống phần đời còn lại trên đất liền ở Southampton, nước Anh, cùng với vợ Annie và 3 con trai của họ. Nhưng author John Pierce sẽ luôn được nhớ đến với cái tên người đốt lò không thể chìm. Royal Mail Ship hay RMS Titanic, con tàu hơi nước nổi tiếng nhất trong lịch sử, từng là biểu tượng của sự sang trọng và những giấc mơ hứa hẹn sẽ thành hiện thực. Phải mất 3 năm và 3.000 nhân công để xây nên nó. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1912, con tàu viễn dương hoàn toàn mới chào đón hành khách bằng mùi sơn bóng, sơn mới và mùi gỗ mới xẻ. Hồi đó người ta vẫn dùng chì để sản xuất sơn và dầu hạt lanh làm chất kích dính nên mùi đó hẳn phải nồng nặc lắm. Khi đi vào hoạt động hoàn toàn, con tàu khổng lồ tiêu thụ khoảng 850 tấn than mỗi ngày và hành khách cũng sẽ ngửi thấy mùi khói của nó. Một mùi khác chắc hẳn tràn ngập ở các bom tàu Titanic, ít nhất là ở khoang hạng nhất, là mùi hương mới của hãng nước hoa nổi tiếng đến từ Pháp, Galen, La Hợp Lừ và Xanh Lam. Nó được ra mắt vào đầu năm đó và nhanh chóng trở thành cú hích với các quý cô khá giả. Loại nước hoa mà bạn vẫn có thể mua ngày nay là sự kết hợp giữa violet và hoa diên vĩ với kem vani. Vào buổi tối đầy kịch tính ngày 14 tháng 4, khi Titanic chỉ còn vài giờ để sống, những người phục vụ vô tư đang phục vụ hầu, thịt cừu sốt bạc hà, vịt quay sốt táo và các món ngon khác cho những vị khách hạng nhất của họ. Khoang hạng 2 tràn ngập mùi cà ri gà, thịt cừu non và gà tây nướng. Đêm đó, hành khách hạng 3 được ăn món cháo đơn giản và bánh quy. Vào lúc 11 giờ tối, khi con tàu tiến đến gần tảng băng trôi một cách nguy hiểm, lại có mùi mới được cộng thêm vào hỗn hợp, đó là một mùi khoáng chất với các nốt kim loại. Nếu có đá trong tủ lạnh, bạn hẳn đã nhận thấy nó có mùi của các thực phẩm lân cận rồi. Điều tương tự cũng xảy ra với tảng băng trôi. Chúng hấp thụ mùi của động vật biển và duy trì thành phần hóa học của nước tạo nên chúng. Kể cả có nhiều người biết về ý nghĩa của mùi kim loại đặc biệt này, thì có lẽ họ vẫn chẳng cứu được con tàu đâu. Nhưng số người trốn thoát đến nơi an toàn có thể còn lớn hơn. Nói về mùi, trong trường hợp bạn từng thắc mắc không gian có mùi như thế nào, nhưng chưa có ý định sớm trở thành phi hành gia, hãy lắng nghe nhé. Bạn có thể thử Elder Space, một loại nước hoa được NASA thiết kế từ nhiều thập kỷ trước. Ý tưởng của nước hoa này là giúp các phi hành gia chuẩn bị cho những cuộc chạm trán với không gian ở mọi cấp độ trong quá trình huấn luyện. Nhưng chờ một chút, không gian là chân không, nên về mặt kỹ thuật thì nó không có mùi gì cả. Tuy nhiên, các phi hành gia từng ở ngoài đó nhớ rằng nó có mùi kim loại dễ chịu, giống như mùi khói hàng hoặc mùi thuốc súng cháy ấy. Họ có thể ngửi thấy mùi đó trên bộ đồ du hành vũ trụ của mình sau khi quay trở lại tàu vũ trụ. Chúng ta cũng có thể đoán các hành tinh khác có mùi như thế nào dựa trên thành phần bầu khí quyển của chúng.
Sao Kim có những đám mây axit sulfuric trong khí quyển nên chắc hẳn có mùi trứng thối rồi. Nhân tiện, sao Hỏa và sao Thiên Vương cũng có mùi như trứng thối. Mỗi lớp khí quyển của sao Mộc được tạo thành từ các chất hóa học khác nhau. Đó là lý do tại sao nó có mùi khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn ở. Một số lớp lang sẽ chào đón bạn bằng mùi thơm ngon của hạnh nhân đắng hoặc bánh hạnh nhân. Và những lớp khác ở gần trên cùng hơn có mùi giống như sản phẩm tẩy rửa. Các hành tinh còn lại của hệ mặt trời dường như không có mùi đặc biệt vì hầu hết có các loại khí không mùi trong bầu khí quyển của chúng. Đối với vệ tinh tự nhiên của chúng ta, mặt trăng, các phi hành giả Apollo tuyên bố rằng bụi của nó có mùi giống như thuốc súng. Mùi thơm của cỏ mới cắt khiến việc cắt cỏ thường xuyên quá xứng đáng để hít hà. Nhưng bạn có biết rằng cỏ không được thoải mái khi bạn làm việc đó không? Trên thực tế, nó đang kêu cứu đấy. Và bởi vì cỏ không thể hét to, nên nó thể hiện sự khó chịu bằng cách giải phóng hỗn hợp các phân tử dễ bay hơi có mùi. Nó làm vậy để bảo vệ bản thân khỏi côn trùng. Sâu bướm và các sinh vật tương tự khác chỉ thích nhai đồ ăn nhẹ có đường từ thực vật thôi. Khi bạn cắt cỏ, nó sẽ giải phóng axit chasmonic cùng nhiều thứ khác. Đó là một tín hiệu cho ong bắp cày ký sinh biết rằng đang có sẵn một con sâu bướm. Lũ ong này đối phó với đám sâu tội đồ trên cỏ và nó có thể tiếp tục phát triển hạnh phúc mãi mãi. Từ quan điểm của cỏ, việc cắt cỏ không khác nhiều so với việc côn trùng tấn công. Vì vậy, nó tự bảo vệ mình theo cách tốt nhất có thể. Mưa có mùi nồng nặc dễ nhận biết hay còn gọi là petrichor, nhưng nó đến từ đâu? Hóa ra một số cây tiết ra dầu trong thời gian hạn hán, đá và đất tích tụ các hợp chất dầu đó. Và khi những hạt mưa rơi xuống, chúng trộn với nước và thải vào không khí. Đôi khi những loại dầu này kết hợp với các hóa chất do vi khuẩn sống trong đất tạo ra nữa. Kết quả của sự hợp tác này là bạn có thể ngửi thấy mùi xạ hương trong rừng hoặc trong vườn khi xới đất ướt. Ozone cũng làm tăng thêm mùi mưa, đặc biệt là sau cơn giông bão. Nó xảy ra khi điện tích của tia sét phân chia các phân tử oxy và nitơ trong khí quyển và sau đó chúng kết hợp lại thành ozone. Một giả thuyết cho rằng chúng ta rất thích mùi thơm của mưa vì nó đã in sâu vào não con người. Các nền văn hóa khác nhau luôn gắn mưa với điều gì đó tích cực và chúng ta có thể đã thừa hưởng nhận thức đó. Những người hâm mộ sô-cô-la ơi, có cả tôi trong đó nữa. Cái này dành cho bạn ngay. Có những bông hoa có mùi giống hệt như món ăn yêu thích của bạn. Rốt cuộc thì nó là sản phẩm của một loài thực vật nhiệt đới mà. Và vì không thể tái tạo chính xác mùi hương kỳ diệu mà sô-cô-la có trong nước hoa, nên bạn có thể trồng một số bông hoa sô-cô-la, còn được gọi là lá đàn lia mắt xanh trong vườn của bạn. Loại hoa này trông giống như những bông cúc với những cánh hoa màu vàng bao quanh nhụy màu đỏ đậm. Khi bạn hái những cánh hoa, bông hoa sẽ tỏa ra mùi thơm ngon và tất cả chúng ta đều vô cùng yêu thích. Lá và cành của cây cũng có mùi thơm tương tự. Trong trường hợp tôi khiến bạn quan tâm, bạn có thể tìm thấy loài hoa này ở vùng đất khô cằn ở Arizona, Texas, Colorado và các tiểu bang khác có khí hậu tương tự. Nó nở hoa quanh năm và hương thơm mạnh nhất vào những ngày ấm áp. Beercat, còn được gọi là Binturong, không chỉ trông siêu dễ thương mà còn có mùi giống như bắp rang bơ nữa. Binturong thích ở một mình và sử dụng mùi hương của mình để đánh dấu lãnh thổ của mình và tìm kiếm các đối tác tiềm năng khi nó phải làm vậy. Các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra bí mật về mùi bất thường của chúng và cho rằng nó có thể đến từ chất tiết ra từ tuyến mùi dưới đuôi của con vật. Nghiên cứu sâu hơn cho thấy mùi bỏng ngô đến từ nước tiểu của gấu mèo. Sau khi con vật đáp lại tiếng gọi của thiên nhiên, nó để lại dấu vết của mùi hương trên cây với cái đuôi thường xuyên ướt sũng. Nhưng nếu bỏng ngô thật chỉ tỏa ra mùi thơm tuyệt vời khi nó nổ tung dưới nhiệt độ, thì làm sao những chú gấu mèo làm thế được mà không có lo bị sống chứ? Câu trả lời có thể nằm ở chế độ ăn uống của chúng, hoặc nhiều khả năng là ở vi khuẩn tiếp xúc với chất lỏng tự nhiên của động vật. Sầu riêng là một loại trái cây phổ biến ở Đông Nam Á, có mùi thơm ngọt ngào đối với một số người, nhưng với đa số, nó là sự kết hợp giữa mùi hành thối và những chiếc tất đẫm mồ hôi. Mùi hôi thối nồng nặc đến mức nó bị cấm trên các phương tiện giao thông công cộng và khách sạn ở một số quốc gia. Bí mật của sầu riêng nằm ở thành phần hoạt tính 44 mùi. Sự pha trộn phức tạp đến mức bạn không bao giờ có thể biết được nó sẽ có mùi như thế nào.
và mặc dù có mùi kinh khủng, nhưng sầu riêng vẫn được coi là một món ngon và được dùng để chế biến hầu hết các món ngọt như bánh ngọt và kẹo. Việc có mùi hôi liên quan đến sầu riêng tại một thư viện ở Australia, mùi trái cây thối trong tủ đã lan khắp tòa nhà qua hệ thống điều hòa. Họ nhầm đó là rò rỉ khí ga và phải sơ tán khoảng 500 học sinh và giáo viên. Chà, hôi quá! Và cuối cùng, nếu bạn đã từng đến suối nước nóng tự nhiên hoặc đi xem một số mạch nước phun, bạn sẽ không bao giờ quên được mùi hydro sulfur hay ít thi vị hơn là mùi trứng thối. Nó thực sự không chỉ xui xẻo mà còn rất dễ cháy nữa, nhưng nó cũng có thể khá hữu ích. Hầu hết các hộ gia đình ở Iceland đều sử dụng suối địa nhiệt làm nguồn nước nóng. Mặc dù không có mùi tươi mát, nhưng nó hoàn toàn an toàn để uống và mùi không lưu lại trên cơ thể bạn sau khi tắm. Thế đấy! Đó là vào đầu năm 1912, một tảng băng khổng lồ đã tách khỏi một sông băng ở tây nam Greenland. Băng được tạo thành từ tuyết đã rời hàng ngàn năm trước sự kiện này, có lẽ đã xưa như thời voi ma mút còn lang thang trên trái đất. Tảng băng bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nó có kích thước khổng lồ, dài hơn 520 mét và nặng hơn 75 triệu tấn. Nó cũng là một tảng băng rất hiền hòa, trôi xa các con tàu và các tuyến đường vận chuyển đông đúc. Sau đó, không hiểu sao, nó trôi về phía nam, xa hơn nhiều so với các tảng băng khác. Tảng băng của chúng ta thật may mắn. Những tảng băng khác đã tan chảy từ lâu trước khi chúng đến được vùng vĩ độ thấp này. Trong số 30.000 tảng băng trôi khỏi các sông băng của Greenland, chỉ 1% tới được Đại Tây Dương. Dù đã tan trong nước hàng tháng trời, khối băng đại bự này vẫn nặng gần gấp đôi cầu Cổng Vàng. Phần đỉnh của tảng băng cao bằng tòa nhà 10 tầng so với mặt nước biển. Vài ngày trước khi tảng băng của chúng ta trôi đến Đại Tây Dương, một con tàu tráng lệ đã rời cảng. Đó là một tàu hàng hải sang trọng chở hơn 3.000 hành khách và thủy thủ đoàn. Và lúc đó, nó là con tàu lớn nhất từng được đóng. Đó là tàu Titanic. Vụ va chạm xảy ra vào ngày 14 tháng 4, khi con tàu đang ở Bắc Đại Tây Dương cách Newfoundland 600 km. Không thể chuyển hướng, ít nhất 5 khoang trên thân tàu đã bị vỡ. Nước tràn vào với tốc độ đáng báo động. Các khoang của tàu Titanic không có nắp ở trên cùng. Bởi vậy, nước mới tràn qua và làm ngập các khoang tiếp theo. Phần trước của con tàu bắt đầu chìm xuống, khiến phần sau trồng lên không trung theo phương thẳng đứng. Và sau đó, với một tiếng gầm chói tai, tàu gãy làm đôi. Phần còn lại chỉ là dĩ vãng. Nhưng sau đó, điều gì đã xảy ra với tảng băng? Vào ngày 15 tháng 4, tàu viễn dương SS Prince Albert của Đức đã đi qua Bắc Đại Tây Dương. Nó đang ở cách xa vài dặm với nơi tàu Titanic bị chìm vài giờ trước. Trưởng tạm vụ trên con tàu của Đức chưa biết gì về thảm họa, đã nhìn thấy một tảng băng trôi. Điều thu hút sự chú ý của anh ấy là một vệt sơn đỏ lớn dọc theo chân của tảng băng. Quá ngạc nhiên, người đàn ông đã chụp một bức ảnh về phát hiện của mình. Anh cho rằng vệt sơn này có nghĩa là một con tàu đã va phải tảng băng trôi trong vòng 12 giờ qua. Người tiếp theo nhìn thấy tảng băng và chụp một bức ảnh khác về nó, là thuyền trưởng của một con tàu đặt cáp viễn thông dưới biển sâu. Con tàu đã được cử đến để trợ giúp tại khu vực tàu Titanic bị chìm. Sau đó, thuyền trưởng khẳng định là tảng băng mà ông nhìn thấy là tảng băng duy nhất trong khu vực đó. Thêm vào đó, màu sơn đỏ không khó để kết nối các dữ kiện. Vào năm 2015, một trong những bức ảnh này đã được bán đấu giá với giá hơn 32.000 đô la. Tuy nhiên, các chuyên gia không chắc liệu bức ảnh có thực sự chụp đúng tảng băng khét tiếng hay không. Biết đâu, đó chỉ là một tảng băng trôi ở gần khu vực vào thời điểm đó. Con tàu vĩ đại không thể chìm đã ra đi, chìm xuống đáy Bắc Đại Tây Dương và vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Nhưng tảng băng vẫn tiếp tục di chuyển, khiến một số nhân chứng bối rối và từ từ tan vào vùng nước xung quanh. Nó biến mất hoàn toàn trước cuối năm. Bạn bật dậy trên giường, đặt chân xuống đất và cảm thấy làn nước lạnh lẽo. Bạn nhanh chóng chạy ra khỏi cabin và thấy mình đang ở trong một hành lang dài. Nước ngập đến đầu gối, mọi người đang mặc áo phao chạy về phía cầu thang. Bạn chạy theo họ và thấy mình đang ở giữa đám đông hỗn loạn. Một phụ nữ trượt cầu thang và bị ngã. Bạn đỡ bà ấy. Mọi người đẩy bạn từ mọi hướng. Ai cũng đang cố gắng leo lên cầu thang. Phía sau bạn có nhiều nước hơn. Cabin mà bạn vừa rời khỏi bị ngập hoàn toàn. Vài giây nữa thôi, mực nước sẽ dâng lên trên đầu bạn. May mắn thay, mọi người đều ra ngoài kịp lúc. Boong trên đang vỡ, con tàu khổng lồ bị nghiêng sang một bên. Âm thanh của gỗ bị gãy, sắt bị nghiến và tiếng la hét của mọi người hòa cùng với tiếng violin của một số nhạc sĩ. Bạn đi đến chỗ thuyền cứu sinh mà cảm thấy như mình đang leo núi. Không có sẵn thuyền cứu sinh.
nhưng bạn tìm thấy một chiếc áo phao. Toàn bộ phần mũi tàu đã chìm dưới nước. Bạn đang ở rìa đuôi tàu và quyết định nhảy. Bạn chờ cho con tàu chìm sâu hơn xuống nước để giảm khoảng cách giữa bạn và mặt biển. Cuối cùng bạn nhảy và thấy mình ở trong làn nước lạnh như băng, nhiệt độ là âm 2 độ C. Không đủ để đại dương đóng băng, nhưng đủ để biến một vũng nước trên đường thành băng. Bạn đang rất khó thở vì lạnh. Bạn nhìn một trong những con tàu không thể chìm, hùng vĩ nhất trong lịch sử đang chìm. Một tiếng rưỡi nữa, một con tàu khác sẽ đến và cứu tất cả những người còn sống. Nhưng trước đó, bạn phải xử lý tình huống này đã. 90 phút để sống sót qua đêm trong vùng nước lạnh giá của Đại Tây Dương, giữa sự hỗn loạn, la hét và tuyệt vọng. Chỉ có một thứ có thể tệ hơn thôi. Đó là cá mập. Mọi người đều biết câu chuyện về tàu Titanic. Sẽ ra sao nếu những người sống sót nhìn thấy vầy cá mập giữa đống đổ nát? Về mặt lý thuyết thì điều đó cũng có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất. Những âm thanh va chạm và rung động dưới nước có thể thu hút những con cá mập trắng lớn. Chúng bơi trong vùng nước lạnh giá của Đại Tây Dương, nơi xảy ra thảm họa. Đây là một trong những loài săn mồi nguy hiểm nhất hành tinh. Chúng to lớn, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và có 300 chiếc răng sắc như lưỡi kiếm, chia thành nhiều hàng. Và bây giờ, bạn nhìn thấy một vài chiếc vây hình tam giác nhô lên khỏi mặt nước. Chúng bơi nhanh vòng quanh bạn và những người khác. Bạn vớt tấm gỗ còn sót lại của tàu và trèo lên đó. Nhiệt độ lạnh cản trở cử động của bạn và khiến bạn bị trượt tay. Những âm thanh này thu hút cá mập, một trong những kẻ săn mồi dừng bơi và hiện đang hướng thẳng tới chỗ bạn. Nỗi sợ hãi khiến não bạn ngừng hoạt động và bản năng của bạn trỗi dậy. Bạn cố gắng hết sức để bơi ra xa con cá mập. Tất nhiên, việc chạy thoát một con cá mập nhanh nhẹn dưới nước là không thể, nhưng bạn vẫn cố gắng. 2 giây trôi qua và bạn cảm nhận được gót chân mình chạm vào mũi con cá mập. Chân còn lại ở trong cái miệng đầy răng của nó. Bạn hét lên, cảm thấy những chiếc răng sắc nhọn trên chân mình. Bạn nhắm mắt lại, nhưng không có gì xảy ra. Sau 1 giây, con cá mập để bạn đi. Cá mập trắng lớn hiếm khi tấn công con người. Nếu chúng cắn, đó chỉ là vì chúng muốn kiểm tra bạn. Thức ăn yêu thích của chúng là hải cẩu. Sau khi cắn nhẹ để thử, con cá mập biết bạn không phải là hải cẩu, nên nó mất hứng thú với bạn. Nhưng nếu đói, cá mập cũng sẽ không quan tâm bạn là loại động vật nào. Những người còn sống và đang an toàn trên thuyền không có lý do gì để sợ hãi. Cá mập trắng lớn sẽ không tấn công họ. Kẻ săn mồi này có thể đẩy thuyền đi một chút, nhưng chỉ để kiểm tra thôi. Nếu có một chiếc tủ lạnh với bít tết trên tàu và ai đó quyết định cho cá mập ăn, thì sẽ có vấn đề. Một số kẻ săn mồi sẽ đẩy thuyền cho đến khi miếng bít tết rơi xuống nước. Con cá mập đang ra xa khỏi chỗ bạn. Sau đó, một chiếc thuyền cứu sinh đến đón bạn. Bạn an toàn rồi. Chẳng bao lâu sau, một chiếc thuyền nữa sẽ đến và bạn sẽ thấy mình ở một nơi ấm áp và an toàn. Kịch bản thứ hai. Nếu nước ấm hơn, những người còn sống sau vụ Titanic có thể chạm trán với cá mập bò. Bạn nhảy xuống nước từ con tàu đang chìm. Nước không quá lạnh. Bạn có thể dễ dàng bơi đến cánh cửa đang nổi gần nhất. Nhưng bạn nhìn thấy một chiếc vây hình tam giác nhô cao với đỉnh màu sẫm. Không giống như cá mập trắng lớn, cá mập bò không nhanh nhẹn. Chúng có vẻ lười biếng và chậm chạp như thể không quan tâm đến bạn. Nhưng bạn vẫn cần phải leo lên cánh cửa càng nhanh càng tốt. Cá mập bò là một trong những loài hung dữ nhất thế giới. Chúng cố tình gây ra sự hiểu lầm rằng chúng chậm chạp để con mồi lơ là. Vào đúng thời điểm, chúng sẽ nhanh nhẹn và linh hoạt. Loài này có tên như vậy vì có khuôn mặt dẹt ngắn giống như bò và cơ thể chúng rất khỏe. Những kẻ săn mồi này thích dùng đầu thúc vào con mồi hoặc những con cá mập khác. Ngay sau khi bạn leo lên cửa, con cá mập bò lao vào đó và bạn rơi xuống nước. May mắn thay, có một chiếc thuyền cứu sinh gần đó. Mọi người đưa bạn lên thuyền. Vài con cá mập lao vào chiếc thuyền từ mọi hướng. Nó trở nên đáng sợ, nhưng với tất cả những nỗ lực của mình, bạn đã giữ được con thuyền tiếp tục trôi đi. Ngay sau đó, một con tàu khác đến và xua đuổi những kẻ săn mồi bằng cách sử dụng tín hiệu và tiếng gầm lớn của động cơ. Kịch bản tồi tệ đó, may mắn thay là không thể xảy ra. Cá mập bò chỉ bơi ở những vùng nước ấm của đại dương. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy chúng thường xuyên nhất ở các con suối, cửa sông và vùng nước nông. Đó là lý do tại sao những người ở gần bãi biển thường nhìn thấy chúng. Luôn tìm hiểu về nơi bạn sẽ bơi trước khi lặn xuống nước nhé. Kịch bản thứ ba và là kịch bản dễ xảy ra nhất. Bạn nhảy xuống nước. Nước vẫn lạnh như băng và bạn di chuyển khó khăn vì lạnh. Áo phao giúp bạn nổi trên mặt nước. Đèn của con tàu Titanic đang chìm chiếu sáng mặt nước một chút. Và trong màn đêm sâu vô tận, bạn nhìn thấy một thứ trông giống khối đá lớn.
một con cá cổ đại. Loài cá mập oai vệ nhất thế giới đang bơi gần bạn. Đó là cá mập Greenland. Chúng thậm chí có thể sống ở vùng biển Bắc Cực, vì vậy chúng không sợ nhiệt độ lạnh giá của Bắc Đại Tây Dương. Động vật săn mồi khổng lồ này lớn hơn một chiếc ô tô. Mỗi năm, chiều dài của chúng tăng thêm 1cm. Bạn thật may mắn khi nhìn thấy loài này, vì chúng là một trong những loài cá mập hiếm nhất trên thế giới. May mắn thay, chúng có bản tính hiền lành và sẽ không tấn công bạn. Toàn bộ nhà bếp của tàu Titanic có thể đang nổi trên mặt nước và thu hút những con cá mập này. Chúng chậm rãi, hòa nhã và lớn tuổi. Tuổi thọ của cá mập Greenland có thể lên tới 400 năm. Loài cá mập này được xem là trưởng thành sau mốc 150 tuổi. Con cá mập bạn đang thấy vào năm 1912 này có thể đã chứng kiến thời kỳ hoàng kim của những tên cướp biển có kiếm, những con vẹt và tấm che mắt. Và rất có thể con cá mập từng chứng kiến thảm họa Titanic vẫn còn sống vào năm 2021 và đang từ từ lang thang trong vùng nước lạnh giá của Đại Tây Dương. Trong mọi tình huống, bạn đã thoát được. Tuy nhiên, nếu một con cá mập tấn công bạn dưới nước và không có thuyền gần đó, thì bạn vẫn có cơ hội sống sót. Điều quan trọng là không hoảng sợ, không làm bắn nước hoặc chuyển động đột ngột để không làm cá mập bị kích động. Bạn đang mặc áo phao, vì vậy bạn không cần phải di chuyển để giữ cho mình nổi. Đừng bơi ra xa, nếu không nó sẽ nghĩ bạn là con mồi của nó. Cá mập sẽ bơi xung quanh bạn, vì vậy hãy luôn để mắt đến nó. Bạn có thể từ từ bơi ra thuyền hoặc ván gỗ, bất cứ thứ gì bạn có thể leo lên. Nếu bạn đang ở gần bờ, hãy từ từ bơi về phía đó cho đến khi đến vùng nước nông. Sau đó, bạn cần nhanh chóng chạy trốn. Nhưng hãy cẩn thận, con cá mập có thể đuổi theo bạn. Vì vậy, hãy luôn để mắt đến nó. Nếu nó vẫn tấn công bạn, thì bạn sẽ phải chiến đấu để giành lấy sự sống. Điểm yếu của cá mập là mắt và mang. Hãy nhắm vào đó bằng nắm đấm và chân của bạn. Vào lúc 11 giờ 40 phút đêm, Titanic va chạm với một tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương. Nhiều hiện vật đã được tìm thấy và phục hồi, chẳng hạn như các bộ phận của tàu, đồ trang sức, đĩa ăn và vân vân. Con tàu bị nhấn chìm hoàn toàn trong vùng nước băng giá xa xôi sau khoảng 3 tiếng. Đêm ấy lạnh và rất sống động, dàn nhạc cất tiếng và mê hoặc những vị khách trên tàu. Ai nấy đều hào hứng và mong muốn đặt chân đến đất Mỹ. Vào năm 1912, việc một con tàu băng qua Đại Tây Dương vẫn được cho là một kỳ tích tuyệt vời. Vào ngày thảm họa diễn ra, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã cảm nhận được bầu không khí bất hạnh sắp ập tới. Nhưng những người khác thì không. Đối với họ, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra và đây sẽ chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác, vì họ vẫn cho rằng Titanic không thể chìm. Khi nhắc đến Titanic, thì hẳn điều cuối cùng bạn nghĩ tới chính là đội đưa thư. Vâng, con tàu này chở theo bưu tá nhằm chuyển thư đến Mỹ. Dù đây có vẻ là một công việc khá bình thường, nhưng ứng viên phải vượt qua một bài kiểm tra khó nhằn mới được phép lên tàu. Chỉ vài ứng cử viên hàng đầu có thể đạt chuẩn. Số ít đó sẽ lọt vào danh sách cuối cùng và trúng tuyển. Một bưu tá người Mỹ có tên John Star March đã kiếm được từ 1.000 đến 1.500 đô la một năm khi làm việc trên tàu Titanic vào năm 1912. Số tiền này là rất lớn. Đội đưa thư không chính thức là thành viên của thủy thủ đoàn vì họ ở gần khu hạng 3. Nhưng do sức ảnh hưởng và sự kháng cự của họ mà cuối cùng họ đã được chuyển chỗ và được cấp một khu vực dùng bữa riêng. Marsh làm công việc này vì ông cần tiền nuôi gia đình. Ông đã phát hiện được cách hoàn hảo để kiếm thật nhiều tiền, đó là làm việc trên một con tàu lớn đang băng qua đại dương. Hồi ấy, ông 51 tuổi và đến từ New Jersey. Đáng buồn thay, ông đã có mặt trên tàu khi con tàu đắm và không sống sót. Nhưng người ta tìm được một chiếc đồng hồ bỏ túi. Nó giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về những chuyện đã xảy ra vào buổi tối định mệnh đó. Vỏ đồng hồ được làm bằng vàng chạm khắc, với dòng chữ nói rằng nó được sản xuất bởi công ty đồng hồ quốc gia Elkin. Khi quan sát bề ngoài, bạn sẽ nghĩ rằng chiếc đồng hồ này chỉ là một món đồ cổ tinh xảo, thường nằm bên trên lò sưởi, nhưng nó còn chứa đựng một vài chi tiết lạ thường. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nước đã thấm vào bên dưới kính và những cây kim đồng hồ màu đen dừng lại vào thời điểm 1 giờ 27 phút. Điều này khiến chúng ta phải thắc mắc. Tại sao đồng hồ lại đứng sững vào thời khắc ấy và chủ nhân của chiếc đồng hồ đang làm gì khi đó?
Các nhân viên bưu điện vận hành một cơ sở phân loại thư cực kỳ năng suất và có đầy đủ chức năng trên tàu Titanic. Đây không phải là điều thường thấy trên một con tàu du lịch, vì những tàu viễn dương điển hình sử dụng các túi thư kính để vận chuyển bưu phẩm từ cảng này sang cảng khác. Nhưng phòng phân loại thư trên tàu Titanic cho phép hành khách gửi bưu thiếp mỗi khi con tàu này dừng chân tại những khu trung chuyển ở Ireland và Pháp. Theo báo cáo, các hành khách trở về phòng vào khoảng 11 giờ đêm, nhưng một số khách vẫn đi chơi và tận hưởng màn đêm ấy. Năm bưu tá đang tổ chức sinh nhật cho một đồng nghiệp trong phòng ăn riêng. 5 phút trước vụ va chạm, các thủy thủ đã nhìn thấy tảng băng trôi và rung chuông 3 lần để cảnh báo rằng có vật cản ở phía trước con tàu. Họ ra lệnh cho Titanic di chuyển sang trái hay hết lái trái, một khẩu lệnh trong ngành hàng hải để khiến động cơ đảo chiều, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ để ngăn chặn vụ va chạm khủng khiếp. Vào lúc 11 giờ 40 phút đêm, Titanic va phải tảng băng trôi và thảm họa nổ ra bên trong tàu. Đó không chỉ là việc nước tràn vào rồi làm đắm con tàu, mà còn là sự hoảng loạn và lộn xộn của các hành khách lẫn thành viên thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng Smith đi tới Bob và được thông báo rằng tàu Titanic đã va phải một tảng băng trôi. Cùng thời điểm đó, phòng thư cũng bị nước tràn vào. Chúng ta biết rằng con tàu dài 269m đảo chìm hoàn toàn vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng với 706 người sống sót. Rất nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra trong khoảng thời gian giữa lúc vụ va chạm xảy ra và khi con tàu chìm hẳn. Vào nửa đêm, người ta bắt đầu chuẩn bị xuồng cứu sinh để hành khách sơ tán. Theo lệnh, phụ nữ và trẻ em sẽ xuống xuồng cứu sinh cùng với một vài thủy thủ để hướng dẫn và vận hành xuồng. Vấn đề là 20 xuồng cứu sinh có sẵn chỉ chứa được 1.178 người trên tổng số hơn 2.200 hành khách trên tàu. Marsh và các đồng nghiệp của ông bắt đầu phân loại thư. Việc chỉ đạo và ra lệnh cứ loạn hết cả lên. Mỗi giây trôi qua, làn nước lạnh như băng càng tràn vào tàu nhiều hơn. 15 phút sau nửa đêm, thuyền trưởng Smith ra lệnh cho các thành viên thủy thủ đoàn của mình phát tín hiệu cấp cứu. Cho dù tín hiệu SOS được sáng tạo trước thời điểm Titanic xuất hiện, nhưng nhiều tàu vẫn sử dụng CQD. CQ là viết tắt của General Call và D là Distress, tạm dịch là tín hiệu cấp cứu chung. Tàu Frankfurt ở quá xa nên không thể giúp đỡ dù nó là một trong những tàu đầu tiên phản hồi. Ngay cả con tàu chị em của Titanic, Olympic cũng đáp lại, nhưng nó cũng cách đó quá xa. Vào lúc 12 giờ 20 phút sáng, tàu Carpathia nhận được thông báo khẩn cấp và chuyển hướng để hỗ trợ dù Titanic đang cách họ đến 107 km. Tuy tin tức này khiến chúng ta yên tâm hơn, nhưng nước vẫn không ngừng chảy vào tàu với tốc độ đáng báo động. Việc trấn tĩnh mọi người thật không dễ dàng khi đã biết rằng con tàu sẽ chìm chỉ trong vài giờ. Đến lúc này, nhiều hành khách đã có mặt trên các xuồng cứu sinh và chờ để được hạ xuống nước. Các nhạc công trên tàu vẫn chơi nhạc cho những hành khách còn đang chờ đợi. Lúc đầu, họ chơi trong phòng lounge hạng nhất, sau đó họ chuyển ra ngoài bom. Người ta vẫn tranh luận về việc họ đã chơi trong bao lâu và chơi bài gì. Không nhạc công nào sống sót. Năm bưu tá trên tàu cũng đang thực hiện nhiệm vụ của mình khi tàu chìm. Theo một sĩ quan an ninh tàu biển, nước trong phòng thư đã cao đến mắt cá chân và các bưu tá đã tất tả bảo vệ nhiều bưu phẩm nhất có thể. Marsh là một trong số những bưu tá ấy. Quanh phòng, các túi thư đang trôi bồng bềnh. Họ bắt đầu với bưu phẩm bảo đảm. Các nhân chứng của vụ chìm tàu Titanic cho biết lúc ấy các bưu tá đang chất các túi đựng thư lên bom để chúng không bị ướt và chờ cứu hộ đến. Họ cũng nhắc đến những túi đựng thư trôi nổi trong làn nước lạnh như băng. Mãi đến 12 giờ 45 phút, xuồng cứu sinh số 7 ở mạn trái mới được hạ thủy. Mặc dù xuồng đủ chỗ cho khoảng 65 người, nhưng chỉ có 27 người có mặt trên đó. Rất nhiều xuồng cứu sinh đã chở ít hành khách hơn sức chứa tối đa được cho phép của chúng. Thủy thủ đoàn lo lắng rằng xuồng sẽ lật nếu có quá nhiều người trên đó. Một số báo cáo cho thấy có người còn từ chối lên xuồng cứu sinh vì một mực cho rằng tàu Titanic không thể chìm. Cùng lúc đó, họ bắn một trong 8 quả pháo báo nguy lên không trung, nhưng cũng chẳng ích gì. Đến 12 giờ 55 sáng, hai nam hành khách đã nhảy lên xuồng cứu sinh số 2 và số 3 sau khi chúng được hạ thủy.
5 phút sau, một xuồng cứu sinh khác được thả xuống với khoảng 39 người. Tại thời điểm này, nước đã lan đến chân cầu thang lớn. Trong 20 phút tiếp theo, nhiều thuyền cứu sinh được hạ xuống và đa số đều bị quá tải, vẫn không có sự hỗ trợ nào. Tàu Carpathia còn đang di chuyển. Sự hoảng loạn và căng thẳng càng lúc càng leo thang. Những người bị bỏ lại phía sau vô cùng tức giận. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng, mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát. Việc tổ chức đưa hành khách lên xuồng cứu sinh đã ngưng lại. Đồng hồ của Marsh dừng trước đó 3 phút. Điều này có thể đồng nghĩa với việc ông đã tham gia vào cuộc ẩu đả giữa thủy thủ đoàn và hành khách. Phải 3 giờ sau, tàu Carpathia mới tới nơi. Marsh không nằm trong số những người sống sót. Đồng hồ của ông chính là một trong những phát hiện quan trọng đã thất lạc bên trong xác tàu Titanic. Cuối cùng, nó đã được trả lại cho hai cô con gái của Marsh. Hiện tại, nó thuộc về một bộ sưu tập của Bảo tàng Bưu điện Quốc gia. Marsh chính là tuýp người luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Thời gian là một thứ quý giá đối với những người có mặt trên tàu. Và đối với việc tìm hiểu về những câu chuyện bi thảm nhưng đầy cảm hứng của Titanic thì chiếc đồng hồ này chính là một thứ cực kỳ giá trị. Tất cả chúng ta đều khóc khi xem cảnh chia tay vô cùng đau lòng giữa Jack và Rose trong The Titanic. Oops, spoiler, xin lỗi nhé. Nhưng những câu chuyện đời thực trong vụ chìm tàu nổi tiếng này cũng không kém phần cảm động. Joseph LaRoche được sinh ra vào năm 1886 ở Haiti trong một gia đình giàu có. Anh ấy lớn lên trong gia đình thiếu vắng bóng dáng người cha, nhưng mẹ anh là một phụ nữ tự lập và là một thương gia được kính trọng. Chú của anh là người đứng đầu đất nước. Joseph thông thạo tiếng Pháp, tiếng Creole và tiếng Anh. Ở tuổi 15, Joseph nhận ra mình muốn trở thành một kỹ sư. Không có trường kỹ thuật nào ở Haiti nên anh đến Pháp để học. Cuộc hành trình kéo dài tới 83 ngày. Khi vẫn còn là sinh viên, Joseph gặp Juliet ở ngoại ô Paris thông qua một người cố vấn. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè và sau đó mối quan hệ dần phát triển thành một điều gì đó lớn hơn. Cặp đôi quyết định kết hôn. Nhưng vấn đề duy nhất là Joseph không thể tìm được công việc lương cao nào ngay cả khi đã hoàn thành việc học vì nạn phân biệt chủng tộc. Chàng trai trẻ thông minh nhận ra mình có thể làm tốt hơn thế. Thêm vào đó, anh cần chu cấp cho gia đình đang ngày càng nhiều thành viên của mình. Đứa con thứ ba sắp chào đời. Chú của anh ở Haiti đã hứa sẽ giúp Joseph có được công việc với tư cách là giáo sư toán học. Mẹ anh cũng vui mừng khôn xiết vì con trai bà và gia đình anh sẽ sống ở Haiti. Bà đã mua cho họ vé hạng nhất trên con tàu La France của Pháp như một món quà mừng ngày đoàn tụ. Nhưng con tàu có những quy tắc thực sự kỳ lạ là con cái và cha mẹ phải ngồi riêng trong các bữa ăn. Gia đình LaRoche không muốn bỏ rơi những đứa con của mình và khiến chúng cảm thấy buồn trong chuyến đi xuyên đại dương. Vì vậy, họ quyết định đổi vé hạng nhất của mình để lấy vé hạng 2 cho hành trình đầu tiên của RMS Titanic. Con tàu Titanic được khắp nơi ca tụng và không có quy tắc chia rẽ cha mẹ và con cái, nên việc đổi vé như vậy có vẻ rất hợp lý. Họ dự định đổi sang một con tàu khác ở New York, sẽ đưa mình thẳng tới điểm cuối cùng là Haiti. Gia đình LaRoche lên tàu Titanic vào ngày 10 tháng 4 năm 1912 tại Cherbourg. Họ có 3 ngày để tận hưởng những căn phòng sang trọng, một phòng ăn, một thư viện và 3 khu vực đi dạo ngoài trời dành cho hành khách hạng 2. Juliet đã gửi một lá thư cho cha cô từ điểm dừng cuối cùng của Titanic ở Queenstown Island. Cô nói với ông rằng họ rất hài lòng với chỗ ở. Họ có 2 chiếc giường trong cabin và một chiếc ghế dài có thể chuyển thành giường cho các thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình. Gia đình đã kết bạn với một số hành khách tốt bụng mà họ đã cùng nhau đi du lịch từ Paris. Cô nghĩ họ là những người Pháp duy nhất trên tàu nên họ ngồi ăn cùng nhau. Juliet cho biết họ đã dành thời gian bên nhau trên boong tàu. Cô cũng viết rằng những người trên tàu rất thân thiện, mặc dù một số nguồn tin cho biết gia đình đã phải trải qua khá nhiều ánh mắt ác ý, những lời đàm tiếu và nhận xét. Vào đêm 14 tháng 4, cuộc hành trình thú vị của họ đột ngột kết thúc. Mặc dù các nhân viên trực điện đàm của Titanic đã nhận được cảnh báo về băng trôi từ các tàu gần đó, con tàu vẫn tiếp tục phóng hết tốc lực về phía trước. Lúc đó là khoảng 11 giờ 40 đêm
khi thân tàu Titanic va chạm với một tảng băng trôi cách bờ biển Newfoundland khoảng 595 km. Con tàu không thể chìm, được trang bị rất ít thuyền cứu sinh, chỉ đủ cho khoảng một nửa trong số 2.200 hành khách. Tàu cứu hộ gần nhất Carpathia ở quá xa để có thể trợ giúp. Một người quản lý đã đánh thức gia đình LaRoche và đưa họ lên thuyền cứu sinh. Như Julia sau này nhớ lại, cô ấy không thể nói được tiếng Anh nên mọi thứ đang diễn ra thậm chí còn đáng sợ hơn đối với cô ấy. Quá nửa đêm một chút, thủy thủ đoàn nhận được lệnh ưu tiên phụ nữ và trẻ em khi lên xuồng cứu sinh. Juliet sau đó nhớ lại một cơn hoảng loạn khủng khiếp đã bắt đầu khi mọi người xô đẩy nhau để có được chỗ ngồi mong muốn. Tại một thời điểm nào đó, cô cảm thấy họ đã kéo con gái lớn của cô đi và ném cô xuống vực sâu. Một lúc sau, cô đã gặp lại con gái Simone, cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế là Juliet đang mang thai và hai cô con gái đã giành được suất trên thuyền cứu sinh thứ 14. Nhưng họ phải nói lời tạm biệt với Joseph khi con thuyền đang được hạ xuống biển. Anh ấy cuốn áo khoác của mình quanh người Juliet, nói rằng cô ấy cần nó và hứa sẽ lên một chiếc xuồng cứu sinh khác và gặp lại cô ấy cùng các con ở New York. Joseph LaRoche, 25 tuổi, đã không giữ được lời hứa của mình. Trong vài giờ, tàu Titanic chìm dưới nước, cướp đi sinh mạng của gần 1.500 người. Joseph là một trong số họ. Juliet và các con gái nằm trong số 700 người sống sót được tàu Cunard Carpathia cứu vài giờ sau đó. Khi đến New York, họ nhìn qua đám đông người, hy vọng gặp lại Joseph. Khi mọi chuyện trở nên rõ ràng là họ sẽ không tìm thấy anh ấy, đó là lúc họ phải quyết định phải làm gì và đi đâu. Không biết tiếng Anh hoặc số tiền đã chìm theo con tàu, Juliet cố gắng sống sót ở Mỹ chỉ trong 3 tuần và sau đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại nước Pháp. Chú của Joseph không còn khả năng giúp đỡ họ nữa vì những người khác đã cướp đi mạng sống của ông 4 tháng sau thảm kịch Titanic. Vào tháng 12 năm 1912, Juliet sinh một cậu con trai mà cô đặt tên là Joseph theo tên của cha. Trong suốt quãng đời còn lại của mình, cô không thể vượt qua nỗi đau mất đi người chồng yêu dấu của mình. Đó là lý do tại sao cô không muốn nói về những gì đã xảy ra trên tàu Titanic và dặn các con đừng nhắc đến chuyện đó. Năm 1995, một thành viên của Hiệp hội Lịch sử Titanic đã phỏng vấn Louise. Cô là đứa trẻ LaRoche cuối cùng còn lại và là người Pháp cuối cùng sống sót sau vụ chìm tàu. Và đó là lúc thế giới lần đầu tiên biết đến câu chuyện đau lòng này. Nó truyền cảm hứng cho một số vở kịch và bài báo, nhưng chưa bao giờ nhận được sự chú ý như câu chuyện của những hành khách khác. Bạn có thể nhớ cặp vợ chồng già cùng nằm trên giường trên tàu Titanic. Cảnh đó được lấy cảm hứng từ câu chuyện của Isidore và Ida Strauss. Cả hai đều sinh ra ở Đức và di cư sang Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Họ gặp nhau ở New York và kết hôn 5 năm sau đó. Isidore bắt đầu kinh doanh đồ gốm sứ cùng anh trai mình, sau đó phát triển bộ phận đồ thủy tinh tại Macy's và trở thành triệu phú. Isidore và Ida nổi tiếng ở New York không chỉ vì sự giàu có và lòng từ thiện, mà còn vì tình yêu và sự tận tâm dành cho nhau. Năm 1912, cặp đôi quyết định chạy trốn khỏi mùa đông ở New York và tới châu Âu. Tính đến thời điểm đó, họ đã kết hôn được 40 năm. Đầu tháng 4, đã đến lúc họ lên đường trở về New York. Họ thường đi du lịch trên những con tàu khổng lồ của Đức. Nhưng vào thời điểm đó, họ không thể cưỡng lại cảm giác thu hút khi mọi người đều nói về chiếc tàu sang trọng mới, RMS Titanic. Đó là lý do tại sao cuối cùng họ lại đặt chỗ ở một trong những dãy phòng riêng hạng nhất trên đầu con tàu. Cặp đôi Stroll dành buổi tối ăn tối trước dàn nhạc sống trong hội trường tràn ngập đồ nội thất sang trọng và những tấm ốp gỗ đắt tiền. Vào đêm 14 tháng 4, họ cảm thấy một cơn chấn động nhẹ, rồi rời khỏi phòng riêng và chờ chỉ thị của thủy thủ đoàn. Họ bảo hành khách đừng làm mất thẻ vì sẽ cần chúng khi mọi người quay lại tàu, nhưng con tàu đang chìm dần. Hai vợ chồng Stroll đang đứng cạnh xuồng cứu sinh số 8. Ông Stroll lúc đó đã 67 tuổi, được mời ngồi cùng vợ vì ông đã lớn tuổi. Ông từ chối, nói rằng ông không quá già để hy sinh bản thân vì một người phụ nữ. Ông muốn chờ đợi và đảm bảo rằng không có phụ nữ và trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Ellen Bird, người giúp việc của Ida, do dự trước khi lên xuồng cứu sinh, nhưng Ida bảo cô ấy hãy đi. Bà đã đưa ra quyết định khó khăn là không bỏ chồng mình trên con tàu đang chìm. Ida cởi chiếc áo khoác lông chuồn xinh đẹp của mình và đưa cho cô hầu gái đang run rẩy và nói rằng bà ấy sẽ không cần nó nữa. Isidore đã không thuyết phục được bà tự cứu mình,
nên họ đã ở bên nhau cho đến cuối cùng. Một số hành khách hạng nhất còn sống sau này nhớ lại, họ đã nhìn thấy cặp đôi đứng yên bình trên boong, nắm tay nhau yên lặng chờ đợi. John hoài nghi nhìn quanh trong khi bản thân trôi dạt trên một mảnh gỗ, dưới làn nước băng giá của Bắc Cực, cứ từ từ trôi đi. John nhìn con tàu mà anh đã làm việc và sinh sống khi nó dương cao mũi thuyền lên trời rồi vỡ làm đôi, gây ra âm thanh chát chúa mà chỉ một tia sét mới có thể tái tạo được. Quẫn trí và chết lặng khi tin rằng chỉ mình anh biết được sự thật đen tối đằng sau sự sụp đổ của con tàu không thể chìm, Titanic. 5 ngày trước đó, khi tàu Titanic khởi hành trong hành trình đầu tiên, John đã làm việc chăm chỉ cùng với các đồng đội của mình trong hầm than, tích trữ than để cung cấp cho lò đốt khổng lồ của tàu Titanic. Họ đã dự trữ và tích trữ nhiều hơn những gì John từng chứng kiến trên bất kỳ con tàu nào khác mà anh từng làm việc. Nhưng đây là tàu Titanic, con tàu vĩ đại nhất từng ra khơi. Trên tàu Titanic không bao giờ có thể có quá nhiều than được. Khi họ rời Belfast và tiến về phía Southampton, có một tiếng nổ lớn bên dưới boong tàu mà thủy thủ đoàn không hề chú ý đến. Lò nung đang gầm rú, tua bin quay, đẩy tàu Titanic về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Thủy thủ đoàn reo hò khi con tàu tiến về phía trước mà không hề hay biết về tiếng ồn lớn liên quan. Đến Southampton, Greg lên tàu cùng hàng trăm hành khách khác. Với 13 năm đi biển, kinh nghiệm phong phú của ông bao gồm vai trò thuyền trưởng trên 6 con tàu trước đây, sẵn sàng cho thử thách mới trên con tàu vĩ đại nhất từng được chế tạo. Ông rất mong chờ thử thách tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Greg lên tàu với rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là khi chèo thuyền qua Bắc Cực. Vai trò của ông rất quan trọng trong thủy thủ đoàn, do ông hiểu biết về các vùng biển xung quanh Bắc Cực. Greg sẽ là người quan sát chủ chốt khi họ chuẩn bị băng qua con đường nguy hiểm của hẻm băng trôi. Greg có một số lo ngại về chuyến đi này. Quỹ đạo của trái đất dần gần với mặt trời và mặt trăng, gây ra thủy triều cao hơn. Điều này sẽ làm cho các tảng băng trôi nổi bật hơn, làm chúng trôi xa hơn về phía tuyến đường của tàu Titanic khi chúng hành trình đến New York. Khi đánh giá tháp quan sát và kiểm tra các thiết bị sẵn có, Greg không tìm thấy ống nhòm ở đâu cả. Điều này khiến ông lo lắng, nhưng các thủy thủ chỉ cười nhạo Greg. Một thủy thủ cười, nếu băng tàu thiếu đá viên, ta cứ đâm xuyên băng trôi mà lấy thôi. Greg không thấy vui mấy khi nghe những lời đó. Nóng lòng muốn biết lý do tại sao họ lại thiếu trang bị, nhất là khi chúng đóng vai trò quan trọng như vậy trên con tàu này, Greg hỏi thêm. Đáng buồn thay, viên sĩ quan có chìa khóa tủ cung cấp ống nhòm đã bị loại khỏi phi hành đoàn vào phút cuối. Greg không thể tin được điều quan trọng này lại bị bỏ qua. Đối với một con tàu hùng mạnh với đông người trên tàu thế, băng qua một con đường đặc biệt nguy hiểm, điều này thật vô nghĩa. Tuy nhiên, do không muốn bị phạt vì đột nhập vào tài sản của con tàu, Greg đã bỏ qua điều đó, hy vọng rằng cuối cùng, nếu dự kiến có tảng băng trôi, một cuộc gọi cảnh báo sẽ được gửi tới thuyền trưởng để thông báo về bất kỳ mối lo ngại nào. Greg không biết rằng đã nhận được một cảnh báo thông báo về những nguy hiểm đang chờ đợi, nhưng bưu điện không cung cấp tiền tố bắt buộc để đảm bảo được chuyển trực tiếp đến thuyền trưởng. Vì vậy, cảnh báo quan trọng đã bị bỏ qua. John và thủy thủ đoàn của anh ở dưới boong chuẩn bị khởi hành, khởi động động cơ. Anh ta nhận thấy lượng khí thải dày đặc, quá nặng so với lượng khí từ các lò nung. Thủy thủ đoàn đã tìm kiếm khắp các boong dưới. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, họ đã xác định được nguyên nhân gây ra khí thải. Đó là một đống than bốc cháy trong hầm than. Không rõ nó bốc cháy từ khi nào, khối than rõ ràng đang âm ỉ, dần dần tăng kích thước. Lượng than âm ỉ nhiều đáng lo ngại. Báo động đã được nâng lên và cảnh báo một sĩ quan để xem xét vấn đề. Sĩ quan này đã đánh giá thiệt hại và xác nhận với thuyền trưởng rằng vụ việc được coi là không đáng lo ngại vì chỉ gây ra thiệt hại nhỏ thôi. John không chắc chắn về đánh giá này lắm vì anh biết rằng trong những không gian hẹp được bao quanh bởi những vách ngăn bằng sắt, môi trường giống như lò nướng sẽ phát sinh khiến nhiệt độ tăng theo thời gian. Con tàu Titanic sẽ lao về phía trước. Điều này vô lý với John vì họ vừa mới khởi hành từ Southampton. Anh chắc chắn rằng họ sẽ quay lại thôi. John và thủy thủ đoàn của anh được lệnh xúc than đã đốt sẵn vào lò
và tiếp tục xúc cho đến khi bao phủ hết than đang cháy âm ỉ. Đó là một nhiệm vụ khó khăn và có thể phải thực hiện trong suốt cuộc hành trình. Việc nạp than liên tục sẽ đảm bảo các tua bin quay với tốc độ nhanh và ổn định, nhưng đó không phải là mục đích thiết kế ban đầu của Titanic. Nó được thiết kế như một chiếc tàu chở khách sang trọng, chứ không phải để phá kỷ lục tốc độ. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn sẽ nhiệt tình không chỉ thừa nhận Titanic là con tàu không thể chìm, mà còn là con tàu nhanh nhất. John và đồng đội tiếp tục xúc than vào lò trong vài ngày. Nhiệt độ bên trong mũi tàu ngày càng nóng hơn. Vách ngăn chịu nhiệt quá lớn khiến các đường nối trên tường sắt và đinh tán trở nên yếu đi. Hai ngày nữa, chỉ còn hai ngày nữa thôi, John cười, cố gắng vực dậy tinh thần của các đồng đội khi họ làm việc không mệt mỏi. Nhưng trong lúc họ đang cười đùa và mong chờ đến đất liền, họ đã vô tình đến gần đích cuối cùng của mình. Tàu Titanic đang lao nhanh qua vùng biển yên tĩnh. Greg nhìn về phía trước, phía trên tháp canh, để mắt quan sát vì lúc này họ đang ở trong lãnh thổ tảng băng trôi. Bất kể đường đi thông thoáng, chân trời giả có thể xảy ra, tạo ra sự nhầm lẫn về khoảng cách thực sự của các vật thể ở xa. Khi họ di chuyển trong vùng nước của dòng chảy vịnh vào dòng hải lưu Labrador lạnh hơn, các cột không khí nguội đi từ dưới lên trên, tạo ra sự đảo ngược nhiệt. Áp suất không khí cực kỳ cao này đảm bảo không có sương mù, mang lại tầm nhìn rõ ràng. Nhưng sự đảo ngược nhiệt có thể tạo ra ảo ảnh quang học, hiển thị đường chân trời ở xa hơn, xuất hiện cao hơn ở khoảng cách xa, che khuất bất kỳ vật thể nào có thể đến trước nó. Những chân trời giả trên biển này dễ dàng che giấu bất kỳ tảng băng trôi nào có thể đến gần. Greg biết rõ sự nguy hiểm của vùng biển yên tĩnh ở Bắc Cực. Anh thích vùng nước dữ hơn, nơi dễ dàng phát hiện các tảng băng trôi trong sóng hơn. Nhìn từ đài quan sát, Greg đang nhìn về vực thẳm tối tăm phía trước. Đột nhiên trong vòng một dặm, ngay phía trước, một hình ảnh ghê rợn nhanh chóng hiện ra từ vùng nước tối xung quanh. Phía trước có băng trôi kìa, Greg hét lên với thủy thủ đoàn của mình. Người này nhanh chóng gọi người lái tàu và hướng dẫn họ lái mạnh sang mạn phải. Người lái tàu đã nhận được cuộc gọi. Trong lúc căng thẳng như thế này, anh đã quay bánh lái ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó, anh nhận ra mình đã quay nhầm hướng bánh lái và nhanh chóng đi về hướng ngược lại. Con tàu hướng về phía tảng băng trôi, rẽ sang mạn trái trong khi giảm tốc độ. Mặc dù có độ trễ khi quay bánh xe, tín hiệu phát ra với khoảng cách ngắn và tốc độ nhanh của họ, nhưng điều đó có thể không tạo ra khác biệt mấy. Khi đến gần tảng băng trôi, có vẻ như họ đã bỏ lỡ nói nhưng hơn 87% tảng băng trôi lại nằm dưới nước. Và khi họ đi dọc theo mạn tàu, lớp băng ẩn bên dưới vơ vào mũi tàu bên mạn trái, xuyên qua thành thân tàu với một vết rách dài 1m². Con tàu rung chuyển và tất cả mọi người trên tàu đều nhận thấy có gì đó không ổn. Giữa sự bối rối và sợ hãi, họ không hề biết gì về thiệt hại cả. Khi họ tập trung lại, 6 trong số 16 khoang nhanh chóng bị nước biển lấp đầy. Thân tàu chỉ có thể chứa được 4 khoang ngập nước trước khi chìm thôi. Thời gian trôi đi, tàu Titanic lao xuống vực sâu. Vách ngăn bị suy yếu với các cột thép và đinh tán bị nung nóng vỡ dưới áp lực và sự thay đổi nhiệt đột ngột từ làn nước lạnh như băng. Lời kêu gọi rời tàu được phát đi. Xuồng cứu sinh đã được chuẩn bị hạ thủy trong khi tín hiệu trợ giúp được gửi đến các tàu gần đó. Người điều hành đài đang ngồi một cách tội lỗi, liên tục gọi đến cho một con tàu gần đó đã liên lạc với tàu Titanic gần đây, có liên lạc ổn định với con tàu này trong vài ngày qua, đưa ra cảnh báo về tảng băng trôi kể từ khi tàu Titanic khởi hành từ Southampton. Tin nhắn cảnh báo cuối cùng nhận được chỉ 1 giờ trước. Khi nhận được cảnh báo cuối cùng, người điều hành đã đáp lại một cách thiếu hiểu biết là "Anh im đi", cho rằng những cảnh báo của họ về tảng băng trôi là vô nghĩa. Sau phản ứng đáng tiếc này, con tàu đã tắt đài và tắt sóng vô tuyến. Con tàu gần nhất đang phản hồi tín hiệu cấp cứu của họ cách đó những 800 km, quá xa để có thể hỗ trợ kịp thời. Có vô số sai lầm đã gây ra kết cục tồi tệ của Titanic, cho dù chúng có góp phần trực tiếp hay gián tiếp đi nữa. Bi kịch nhất trong số đó là tổng số hành khách trên tàu, 2.224 người, chỉ có đủ thuyền cứu sinh để giải cứu 1.178 người, tức là gần một nửa số hành khách thôi. Bạn có đoán được hiện nay có bao nhiêu giả thuyết về cách Titanic chìm không? Đúng, rất nhiều. Tôi cũng có một giả thuyết muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay.
Sau đó, bạn có thể tự quyết định xem giả thuyết nào có tính khả thi nhất. Phiên bản đầu tiên của sự kiện là giả thuyết nguyên vẹn. Giả thuyết này đơn giản khẳng định rằng vụ đắm tàu xảy ra mà tàu không bị nứt gãy. 2 giờ 15 phút sáng, con tàu va phải một tảng băng trôi. 2 giờ 18 phút sáng, đèn tắt, con tàu nghiêng một góc 45 độ, sau đó nhanh chóng chìm xuống đáy đại dương. 2 giờ 20 phút sáng, chỉ khoảng 3 phút sau, con tàu AMS Titanic biến mất dưới mặt biển vĩnh viễn. Con tàu không vỡ hay gãy mà chìm xuống trong trạng thái nguyên vẹn. Tất nhiên, điều này không thể là thật. Vào tháng 4 năm 1912, Titanic không chỉ là con tàu lớn nhất thế giới, mà còn là con tàu lớn nhất từng được chế tạo. Thật khó tin rằng một con tàu nặng như vậy lại có thể chìm xuống mà không bị vỡ. Tuy nhiên, ta đâu thể trách các nhà lý luận vì trước khi ta tìm thấy xác tàu đắm, chẳng có giả thuyết nào khác. Mà chờ một chút, hay là có nhỉ? Một ngày sau thảm họa, những người sống sót đã trả lời phỏng vấn. Họ kể lại những gì mình đã trải qua. Trong đó, một người khẳng định rằng con tàu đã gãy làm đôi khi nó bị ngập nước. Ví dụ như Jack Thayer, một cậu thanh niên 17 tuổi, đã kể lại vụ chìm tàu theo trí nhớ của mình. Qua lời mô tả của cậu, Eddie Skipman đã vẽ một bức phác họa. Bức tranh cho thấy con tàu đã bị gãy làm đôi. Tuy nhiên, chẳng ai chịu tin Jack hay những nhân chứng khác. Do không có bằng chứng nào nên người ta vẫn bán tín bán nghi về những lời khẳng định của họ. Nhưng vào năm 1985, mọi sự đã thay đổi. Đó là khi Robert Ballast tìm thấy xác tàu Titanic ở đáy sâu của đại dương. Khi nhìn thấy xác tàu, người ta hiểu rằng điều Jack và những người sống sót khác nói là sự thật. Con tàu Titanic thực sự đã gãy làm đôi khi nó chìm xuống. Vì vậy, đã đến lúc ta đi sâu hơn vào một giả thuyết mới. 2 giờ 15 phút sáng, sóng tàu đã gãy, màn phải của con tàu hơi nghiêng và thân tàu tiếp tục chúi xuống và vỡ vụn. 2 giờ 17 phút sáng, khoang nhà bếp vỡ ra, các tòa tháp ngay lập tức rơi xuống do sức nặng của chính chúng. Đèn tắt, đuôi tàu chổng lên trời, mũi tàu gãy ra và dần dần chìm xuống. Phần phía sau cũng gần như đứt lìa, chẳng còn nối với mạn phải của phần đuôi là mấy. Phần đuôi tàu từ từ nghiêng về mạn trái, trong khi tàu dần chìm một lần nữa. Tàu nổi lên lần cuối và xoay theo hình bán nguyệt khi chìm xuống. Diễn biến có vẻ rất hợp lý phải không? Nhưng mọi người cũng tìm thấy những lỗ hổng trong giả thuyết này. Ví dụ như tàu Titanic không thể còn nguyên vẹn cho đến khi nghiêng tới góc cao đến vậy. Việc nứt gãy của tàu lẽ ra phải xảy ra sớm hơn nhiều. Như vậy, vẫn còn nhiều khả năng khác để ta nghiên cứu và suy đoán. Vì vậy, mọi người tiếp tục nghĩ ra các kịch bản khả thi của riêng mình. Trước tiên, ta hãy xem xét giả thuyết mà không ai thích nhé. Nứt gãy hình chữ V và nứt gãy hình chữ V Aaron năm 1912. Theo thuyết nứt gãy đầu tiên, Titanic nghiêng một góc lớn và phần đuôi tàu quá nặng, lại không có gì chống đỡ nên đã nứt từ trên xuống. Về mặt vật lý, điều này là không thể. Vậy có ý tưởng nào khác không? Vào năm 2006, Roger Long, một kiến trúc sư tàu thủy, đã quyết định nghiên cứu thuyết chữ V. 2 giờ 17 phút sáng, tàu bắt đầu nứt gãy ở một góc nông, có lẽ chỉ khoảng 11 độ. Cấu trúc phía trên bắt đầu rạn nứt. Tại thời điểm này, đáy kép là bộ phận duy nhất giữ cho Titanic không vỡ vụn. Tuy nhiên, do lực tác động quá mạnh, nó cũng dần bị cong. Nước tràn vào tàu qua các vết nứt. Điều này làm tăng trọng lượng ở phần giữa của con tàu, khiến tàu võm xuống và tạo thành dạng chữ V. Các bom trên bị siêu vẹo và cũng dần gãy. Mũi tàu chúi xuống nước và đuôi tàu là phần cuối cùng chìm xuống. Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị bác bỏ nhiều lần. Roger Long tin vào thuyết này vì các mép bị vỡ của bom trên ở phần mũi tàu đều xoắn và bị dập nát. Tuy nhiên, chúng ta đã biết được rằng nguyên nhân cho điều đó là hydraulic downburst, tức là lực của nước va vào bom tàu khi Titanic chạm đáy đại dương. Một giả thuyết nứt gãy hình chữ V khác khẳng định rằng mũi tàu đã nổi lên trên mặt nước sau khi tàu nứt gãy. Giả thuyết này là do một người rất hứng thú với sự kiện Titanic nghĩ ra. Thứ nhất, giả thuyết này được chứng minh là bất khả thi về mặt vật lý do mũi tàu thực sự rất nặng. Thứ hai, thuyết này đã dựa vào những thông tin sai lệch
Bạn còn nhớ Jack Thayer chứ? Chà, giả thuyết dựa trên bức phác họa của anh ta cùng lời kể của một vài hành khách khác, nhưng sự thật là không ai trong số họ nhìn thấy Titanic nứt gãy như thế này. Bản thân Jack thậm chí còn tuyên bố trong một buổi phỏng vấn rằng bức phác họa rất khác so với những gì anh ta tận mắt chứng kiến. Nó được vẽ bởi một hành khách trên tàu Carpathia. Đây là con tàu đã nhận được tín hiệu cứu nạn của tàu Titanic và đến trợ giúp. Nó không thể được dùng làm bằng chứng. Vậy ta hãy cùng chuyển sang những giả thuyết mà hầu như ai cũng tin nhé. Giả thuyết vỏ chuối của James Cameron. Có lẽ ai cũng đã từng xem bộ phim huyền thoại về Titanic. Bộ phim này đã dẫn đầu về số lượng đề cử và giải trong lễ trao giải Oscar lần thứ 70, và bộ phim hoàn toàn xứng đáng với điều này. Nhưng bạn có biết rằng James Cameron đã hứng thú với Titanic trong rất nhiều năm, cũng như nghiên cứu lịch sử của con tàu. Những cuốn sách và nghiên cứu của ông ấy rất cặn kẽ. Ông thậm chí còn nghĩ ra phiên bản riêng về sự kiện. Giả thuyết của ông mang tên vỏ chuối, và đây chính là điều bạn đã thấy trong bộ phim kinh điển. Giả thuyết ấy như sau: Titanic nghiêng một góc 23 độ và nứt gãy xuống tận sóng tàu. Đáy kép hoạt động như một chiếc bản lề khi đuôi tàu võng xuống. Vì vậy, lúc đáy kép đứt, mũi và đuôi tàu tách ra. Đuôi tàu nghiêng sang phía mạn trái, dựng thẳng đứng rồi dâng chìm xuống. Về mặt khoa học, đây là giả thuyết chính xác nhất cùng với thuyết của Roy Mangold. Khoan đã, Roy Mangold là ai? Giả thuyết Mangold. Roy Mangold là một kỹ sư và tính đến thời điểm hiện tại, ông là người đưa ra giả thuyết hợp lý nhất. 2 giờ 17 phút sáng, đèn trên tàu Titanic tắt liệm. Lúc này, con tàu đang nghiêng ở góc 20 đến 23 độ. Bất thình lình, Titanic gãy làm đôi gần ống khói thứ ba. Điều này làm cho đuôi tàu hạ xuống dưới mặt nước. Sóng tàu gãy đầu tiên, phần mớn nước và thân dưới vỡ và tách rời khỏi tàu. Nước tràn vào mũi và đuôi tàu qua những vết nứt lớn, khiến phần mũi tàu chìm dưới sóng. Đuôi tàu nhô lên một góc 70 đến 90 độ rồi cũng chìm xuống. Giả thuyết này có vẻ hợp lý nhất, nhưng nó cũng gây tranh cãi khá nhiều. Những người sống sót và chứng kiến tàu nứt gãy đã nói rằng đuôi tàu ổn định trở lại và mũi tàu đã biến mất dạng. Tuy nhiên, giả thuyết của Mangold lại mâu thuẫn với lời kể đó, trong khi kịch bản của James Cameron có bao gồm diễn biến ấy. Các bạn có đang nghĩ giống như tôi không? Hẳn sự thật nằm đâu đó ở giữa. Phiên bản của tôi. Bây giờ, như đã hứa, tôi sẽ cho bạn thấy phiên bản của tôi về sự kiện. Chà, đây không hẳn là giả thuyết của tôi, mà giống như sự kết hợp giữa giả thuyết của Roy Mangold và James Cameron hơn. Tôi tin rằng James Cameron đã đúng về quá trình nứt gãy. 2 giờ 17 phút sáng, con tàu đang nghiêng ở một góc rất lớn, đèn tắt, sau đó nó gãy làm đôi. Mũi tàu bắt đầu chìm xuống, đáy kép vẫn dính vào đuôi tàu trong khoảng một phút. Khi đáy kép rụng, hai phần của con tàu tách ra và mũi tàu chìm xuống. Sau đó, như Mangold nói, đuôi tàu nhô lên gần như thẳng đứng. Sau đó, nó cứ thế chìm xuống. Điều này có lẽ đã thực sự xảy ra vì những người sống sót thuật lại rằng họ đã thấy tàu gãy rất gọn. Như vậy, điều này đã quá rõ ràng. Và họ cũng đã nhìn thấy rằng đuôi tàu dựng thẳng đứng trong không trung một thời gian dài, khoảng vài phút trước khi biến mất. Dù sao thì tất cả những điều này mới chỉ là suy đoán. Dù tàu Titanic có bị vỡ hay chìm như thế nào thì đây cũng là một thảm kịch đáng thương. Đã 110 năm kể từ khi Titanic va chạm với tảng băng trôi và chìm xuống. Bạn có biết rằng vào năm 2022, công ty Blue Star Line dự kiến hoàn thành việc đóng tàu, một phiên bản giống hệt Titanic có tên là tàu Titanic 2. Con tàu này sẽ được hạ thủy và ra khơi với lộ trình tương tự như Titanic đầu tiên, gồm 2.400 người trên tàu. Hãy cầu mong một chuyến đi suôn sẻ cho họ nhé. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, đêm đen tràn ngập những âm thanh khủng khiếp của một con tàu kim loại khổng lồ vỡ làm đôi. Con tàu lớn nhất thời đó đã va chạm với một tảng băng trôi trên đường đi, tàu Titanic. Một trong những câu chuyện gây chấn động nhất của thế kỷ thứ 20 mà đến giờ người ta vẫn nhắc tới. Mạn phải của con tàu khổng lồ va vào tảng băng trôi.
Chuyện không may xảy ra vào 11 giờ 40 phút đêm. Tảng băng trôi này đã làm hư hỏng và khiến nước chảy vào ít nhất 5 khoang chống nước trong thân tàu. Thủy thủ đoàn ngay lập tức bắt đầu một cuộc điều tra nhanh gọn xem họ có thể làm gì và sửa bộ phận nào. Họ không thể dựa vào ai khác. Con tàu to lớn trơ trọi trong bóng đêm lạnh lẽo, xa đất liền, Bắc Đại Tây Dương, cách Newfoundland, Canada khoảng 644 km về phía nam. Họ cần thời gian để tìm cách đưa mọi người đến nơi an toàn. Họ đã có thời gian, đúng, nhưng chưa đủ. Nếu đã xem bộ phim thì hẳn bạn biết con tàu không lao ngay xuống đáy khi thảm họa xảy ra. Toàn bộ quá trình kéo dài 2 giờ 40 phút. Nhưng tình thế vô cùng hiểm nghèo. Trên tàu có 2.200 người, bao gồm thủy thủ đoàn và hành khách, cộng với cảnh hỗn loạn trên tàu nữa. Kỹ sư thiết kế trưởng Thomas Andrews sớm nhận ra rằng tàu sẽ không thể nổi. Đến nửa đêm, toàn bộ thủy thủ đoàn đã bắt đầu chuẩn bị xuồng cứu sinh để hạ thủy. Họ có 20 chiếc xuồng, chỉ chứa được 1.178 người, tức là chỉ hơn 50% số người trên tàu một chút. Mệnh lệnh là đưa phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn. Các thuyền viên đã ở đó để chèo và hướng dẫn các xuồng. Cảnh tượng trong 2 giờ tiếp theo dần leo thang. Thủy thủ đoàn có nhiệm vụ đánh thức hành khách và cảnh báo họ rằng có điều gì đó tồi tệ đang xảy ra. Họ muốn đưa hành khách vào một đội xuồng cứu sinh càng sớm càng tốt. Vào lúc 12 giờ 15 phút đêm, một số thuyền viên đã phát tín hiệu báo nguy hiểm. Một tàu hơi nước tên là Frankfurt thuộc nhóm đầu tiên nhận được tin nhắn và đã phản hồi, nhưng họ ở cách xa Titanic khoảng 315 km. Một số tàu khác cũng nhận được thông báo và cũng đã đề nghị giúp đỡ, nhưng đáng buồn là họ cũng ở quá xa. Lúc 12 giờ 20 phút đêm, tàu Carpathia thuộc Cunard Line nhận được tín hiệu báo nguy từ Titanic và thay đổi hướng đi ngay lập tức. Lúc đó, họ đang ở cách xa 107 km và họ sẽ mất hơn 3 giờ để đến được chỗ Titanic. 20 phút sau, thủy thủ đoàn đã hạ chiếc xuồng cứu sinh đầu tiên. Nó chỉ chở 27 hành khách, dù nó có chỗ cho 65 người. Nhiều xuồng cứu sinh được hạ thủy lúc đầu đã chở số người ít hơn nhiều so với sức chứa vì thủy thủ đoàn lo lắng, nghĩ rằng cần trục neo sẽ không thể giữ được một chiếc xuồng cứu sinh với đủ 65 người. Và lúc đầu, nhiều hành khách quá sợ hãi nên không dám rời tàu. Họ vẫn nghĩ Titanic không thể chìm và không tưởng tượng nổi viễn cảnh sắp xảy ra sau 1 đến 2 giờ nữa. Thủy thủ đoàn đã bắn quả đầu tiên trong số 8 tên lửa cấp cứu. Không thành công. Không ai ở đủ gần để giúp đỡ. Đến 1 giờ 20 phút sáng, họ đã hạ 10 xuồng cứu sinh. Xuồng số 8 chỉ có 28 người. Một trong những hành khách trên xuồng số 10 là bé Mivina Tien, 9 tuần tuổi. Sau đó, bé trở thành người sống sót cuối cùng, bước sang tuổi 97 vào năm 2009. Đã là 2 giờ sáng. Ba trong số xuồng cứu sinh là những xuồng cứu sinh duy nhất vẫn ở trên tàu. Mũi tàu chìm xuống thấp và sâu bên dưới mặt nước. Những người ở xung quanh giờ có thể nhìn thấy rõ những cánh quạt phía trên mặt nước. Các thuyền viên đang hạ xuồng cứu sinh D có thể gặp lại từ mái của khoang sĩ quan với hơn 20 hành khách trong đó. Khi mũi tàu trút xuống, nước đánh trôi xuồng cứu sinh A từ boong. 20 người đã vật lộn vì xuồng của họ bị ngập nước một phần. Khi các thuyền viên đang cố gắng thả xuồng cứu sinh B thì nó rơi xuống. Trước khi họ kịp sửa sai thì nước đã cuốn nó ra xa tàu. 30 hành khách vẫn đến được nơi an toàn trên chiếc xuồng cứu sinh bị lật. Vào lúc 2 giờ 17 phút sáng, tổng đài viên không dây của con tàu quyết định phát một cuộc báo nguy cuối cùng. Một phút sau, ánh sáng trên tàu ngắt lịm. Titanic và toàn bộ số người còn lại trên tàu đều chìm vào bóng tối. Mũi tàu tiếp tục chìm xuống và phần đuôi tàu nhô cao lên trên mặt nước, gây áp lực lớn lên phần giữa. Những âm thanh khủng khiếp lan ra khắp màn đêm. Titanic, con tàu huyền thoại khổng lồ này khiến nhiều người đặt hy vọng và háo hức, đang chuẩn bị vỡ làm đôi giữa ống khói thứ 3 và thứ 4. Các báo cáo dự đoán mũi tàu mất khoảng 6 phút để chạm tới đáy đại dương. Đuôi tàu ổn định trong nước khi ngoi lên tư thế thẳng đứng như trước. Nó vẫn ở trong tình trạng này cho đến khi biến mất vào lòng đại dương.
lúc 2 giờ 20 phút sáng. Đuôi tàu dường như đã giữ lại không khí bên trong và áp lực nước tăng mạnh khi nó chìm xuống. Đuôi tàu chênh với mũi tàu khoảng 610 mét. Người ta coi Titanic là con tàu nhanh nhất thế giới và nghĩ rằng nó không thể chìm vì bốn khoang của nó tuy có thể bị ngập nước nhưng sẽ không gây mất lực nổi nghiêm trọng. Tính mạng của con tàu đã gặp vận rủi ngay từ khi bắt đầu. Trong khi con tàu rời cảng, nó đã di chuyển cách tàu hơi nước New York chỉ khoảng 1 mét. May thay nó đã đi qua một cách an toàn. Quả là sự nhẹ nhõm lớn cho những hành khách đang lo lắng, tập trung trên boong của con tàu. Titanic khởi hành vào ngày 10 tháng 4. Hành trình đầu tiên của nó là băng qua hành trình trên Đại Tây Dương cực kỳ khó khăn. Vào ngày khởi hành, Titanic đã trở thành vật thể chuyển động lớn nhất trong lịch sử loài người. Dài 269 mét, rộng 28 mét. Không lớn lắm nếu bạn so sánh nó với những con tàu ngày nay. Con tàu du lịch lớn nhất thế giới hiện nay là Symphony of the Seas của Royal Caribbean. Nó có kích thước gấp 5 lần tàu Titanic. Nếu bạn đặt con tàu đó ở vị trí thẳng đứng, nó sẽ cao gần bằng tòa nhà Empire State, 380 mét, chưa tính cột anten. Nhưng tàu Titanic là một điểm thu hút rất lớn vào thời đó. Đến một thời điểm trong hành trình, họ dừng lại ở Pháp, sau đó dừng một chặng nữa ở Ireland. Khi những hành khách cuối cùng lên tàu, con tàu to lớn khởi hành với tốc độ tối đa để đến điểm đến cuối cùng, thành phố New York. 4 ngày sau khi ra khơi, Titanic đã không thể chuyển hướng để tránh tảng băng trôi khổng lồ. Câu chuyện mà tất cả chúng ta đều biết. Chỉ có 700 người sống sót và hầu hết đều là phụ nữ và trẻ em. Đêm lạnh lẽo vô cùng. 1 giờ 20 phút sau khi Titanic chìm xuống đáy đại dương, những người sống sót còn hoang mang không biết có ai đến cứu họ không. Cuối cùng, họ đã nhìn thấy ánh sáng. Carpathia đang tiến về phía họ. Họ đến cứu những người trên xuồng cứu sinh. Thủy thủ đoàn đã đưa họ lên tàu và kéo vài hành khách khác lên khỏi mặt nước. Nhiều tàu đã cố gắng liên lạc với Titanic vài giờ sau khi nó chìm. Tin nhắn của họ không bao giờ nhận được phản hồi. Sau đó, khi có một cuộc điều tra về chuyện đã xảy ra, họ phát hiện ra tàu Californian của Leyland Line cách đó chưa đầy 32 km khi Titanic chìm. Nhưng thủy thủ đoàn đã không nghe thấy tín hiệu báo nguy đến từ Titanic vì tổng đài viên vô tuyến của họ đang không trực ca. Các quốc gia ở hai bên bờ Đại Tây Dương đã cực kỳ sốc và kinh hãi khi nghe chi tiết về những chuyện đã xảy ra với Titanic. Họ quyết định đưa ra thay đổi đối với hoạt động của tàu thủy. Những quy định sẽ giúp tránh những sự kiện thảm khốc như vậy trong tương lai. Họ đã tổ chức hội nghị công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển đầu tiên và trong sự kiện này đã thông qua quy tắc là mọi con tàu phải có chỗ trong xuồng cứu sinh cho mỗi hành khách trên tàu. Ngoài ra, các cuộc tập duyệt với xuồng cứu sinh cũng trở thành bắt buộc. Họ cũng thành lập tổ chức tuần tra núi băng quốc tế. Vai trò chính của đơn vị này là giám sát các tảng băng trôi trên các tuyến vận tải biển Bắc Đại Tây Dương. Các tàu cũng cần duy trì chế độ giám sát vô tuyến 24 giờ. Titanic không được xây dựng đơn lẻ. Vì kích thước của con tàu tráng lệ này cùng tất cả các thiết bị mới cần có, việc dựng một lần sẽ quá đắt đỏ nên nhóm nghiên cứu đã chế tạo nó cùng với 2 con tàu chị em nữa. Và cả hai đều có cuộc đời đầy biến cố. Đầu tiên là RMS Olympic. Nó được ra mắt vào năm 1910 và trong suốt cả một năm, nó là tàu thủy lớn nhất trên thế giới. Britannic là một con tàu chị em khác và cũng hoạt động một thời gian trước khi chịu chung số phận chìm xuống đáy đại dương. Nhưng chỉ có Titanic mới trở thành huyền thoại và là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất của lịch sử đương đại. Bạn đã bao giờ tự hỏi hiện nay con tàu Titanic còn sót lại những gì chưa? Nếu bạn không phải là người sống cô lập, không hay biết gì về thế giới bên ngoài, bạn chắc chắn đã biết rằng đã hơn 100 năm kể từ khi con tàu nổi tiếng nhất thế giới trở thành xác tàu. Tàu RMS Titanic, tàu biển lớn nhất thế giới từ đầu những năm 1900, bị chìm trong chuyến hành trình đầu tiên chỉ vài ngày sau khi rời cảng. Con tàu va phải một tảng băng trôi vào ngày 14 tháng 4 năm 1912, nhấn chìm hơn 1.500 hành khách trong tổng số hơn 2.200 người trên tàu vào thời điểm đó. Điều này nghe có vẻ sốc. Con tàu Titanic đã mất hơn 3 năm để đóng và chỉ mất 3 tiếng để chìm. Và nếu là ngày nay,
con tàu sẽ tiêu tốn hơn 210 triệu đô la để chế tạo. Titanic được nhìn thấy lần cuối trên Đại Tây Dương lúc 2 giờ 20 sáng và trong nhiều thập kỷ, đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó. Mãi đến năm 1985, người ta mới phát hiện ra tung tích của con tàu nhờ nhà hải dương học Robert Ballard. Và một số bộ phận của con tàu Titanic một lần nữa được nhìn thấy. Một trong những khám phá đầu tiên trong chuyến thám hiểm của Ballard là con tàu thực sự đã bị gãy làm đôi trước khi chìm. Trước đó, những sứ mệnh thám hiểm phần đáy đại dương nơi con tàu Titanic hiện đang nằm chỉ có thể nhìn thấy thân tàu và bon tàu. Theo Ballard, mục đích chính của những nhiệm vụ này là tìm hiểu cách bảo vệ những tàn tích không bị xuống cấp. Một mục tiêu khác là thu hồi số lượng khổng lồ vật dụng cá nhân nằm rải rác dưới đáy biển. Nhà thám hiểm sau đó cho biết, quang cảnh dưới đáy vừa gây sốc vừa xúc động. Trong đống mảnh vỡ xung quanh xác tàu, nhà hải dương học đã phát hiện ra rất nhiều đồ vật nhỏ và đồ dùng cá nhân. Trong đó có nhiều đồ vật được ông mang lên mặt nước. Có những đôi giày, một số đôi sang trọng hơn những đôi khác. Có những mảnh quần áo thuộc về các thành viên thủy thủ đoàn. Có những cánh quạt rất lớn. Nếu trên bề mặt, chúng lấp lánh và tỏa sáng, thì dưới đáy đại dương, chúng bị cát vùi lấp và nuốt chửng. Ballard chỉ ra rằng khu vực nơi đồ dùng nhà bếp vương vãi trải dài hơn 1,5 km. Có đủ đĩa, son, nồi cho cả một bếp ăn công nghiệp. Lần đầu tiên, cảnh phim hoạt hình 3D tiết lộ những hình ảnh thú vị. Các mô phỏng cho thấy quá trình từ lúc Titanic ra khơi lần đầu tiên vào năm 1912 cho đến tình trạng đổ nát của nó ngày nay. Nhưng những mô phỏng là không đủ đối với nhà thám hiểm biển sâu James Cameron, người đã hình dung ra chuyến du hành tới tâm của xác tàu lần đầu tiên trong lịch sử của con tàu. Đúng vậy, chính James Cameron, người tình cờ là đạo diễn của một bộ phim rất nổi tiếng về con tàu này. Hiện ông đã lặn 33 lần để thăm xác con tàu Titanic. Đây là một số mẫu chuyện vui dành cho bạn, vì đạo diễn nói rằng niềm đam mê thực sự của ông là đại dương. Và rằng ngay từ khi còn là một đứa trẻ, ông đã luôn muốn nghiên cứu về biển. Làm đạo diễn chỉ tình cờ là công việc hàng ngày của ông. Và khi cơ hội làm đạo diễn phim Titanic xuất hiện, ông đã nói đồng ý để có thể đi xem tang tích của con tàu trong đời thực. Bây giờ hãy trở lại xác tàu. Theo James Cameron, tiếp cận phần bên ngoài của con tàu là chưa đủ đối với các nhà nghiên cứu. Họ cần vào bên trong, phân tích và chụp những đồ nội thất xa hoa còn sót lại của con tàu biển lớn nhất thế giới một thời này. Cameron đã điều khiển một phương tiện robot sáng tạo có trang bị camera. Nó giúp tiết lộ những khu vực trên tàu Titanic mà chưa ai từng thấy trước đây vì con tàu đã chìm xuống đáy. Ví dụ, các phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có những bức tường lát gạch gần như nguyên vẹn. Những phòng tắm này chỉ dành riêng cho hành khách hạng nhất. Chúng nằm ngay cạnh phòng tắm công cộng và phòng ăn hạng 3 được thiết kế theo phong cách Moorish. Những người nghỉ ngơi ở đó có thể lấy chăn sưởi ấm và yêu cầu phục vụ mang cho họ bất cứ thứ gì họ cần. Nếu những bức ảnh trước khi xảy ra thảm họa thật đáng kinh ngạc, thì giờ đây chúng mang một yếu tố bất ngờ khác khi mọi thứ bạn thấy trong đó đều ở dưới mặt nước. Một khám phá gây sốc khác là cột buồm của con tàu. Nếu chúng ta nhìn con tàu Titanic trong vinh quang trước khi chìm, cột buồm thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Nằm trên mũi của con tàu khổng lồ, cột buồm kết nối các dây cáp truyền dẫn cho hệ thống Marconi, một hệ thống điện báo không dây. Đó cũng là nơi lá cờ thương mại Anh trên tàu Titanic tung bay. Cột buồm ở độ cao hơn 30 mét một chút và được trang bị một đài quan sát. Ngày nay, không thể nhận ra cột buồm, bị ăn mòn nên nó đã sụp đổ. Đài quan sát cũng vỡ tan tành. Giờ đây, chúng ta có thể hiểu tại sao tàu Titanic lại là một kho báu đối với các nhà thám hiểm biển sâu. Nhưng vì xác con tàu nằm ở độ sâu xấp xỉ 3.800 mét, nên không có ánh sáng mặt trời ở đó. Vì vậy, các nhiệm vụ thử nghiệm để khảo sát khu vực phụ thuộc vào thiết bị công nghệ cao cấp. Bạn nghĩ tại sao tàu Titanic mất tích trong mắt mọi người hơn 70 năm? Chà, vì lúc ấy, công nghệ chưa đủ tiên tiến để mọi người có thể xuống đó, cũng như quay lại những thước phim chất lượng về xác tàu. Các nhà làm phim là những người đã thúc đẩy công nghệ này phát triển bằng cách cố gắng quay phim dưới nước. Họ bắt đầu bằng cách làm các thùng chứa để đặt máy ảnh của họ bên trong. Và giờ đấy, chụp ảnh dưới biển sâu đã rất tiên tiến và khiến chúng ta kinh ngạc trước sự tuyệt vời của cuộc sống dưới nước. Tất nhiên, chụp ảnh dưới biển không phải là điều dễ dàng. Một mặt, để chịu được áp lực kinh khủng dưới đó, tàu ngầm cần phải rất mạnh và có thành dày, không được mỏng hơn 30cm. Ngoài ra, các nhà thám hiểm cần hiểu cách quay phim và chụp ảnh khi hầu như không có ánh sáng xung quanh.
Còn một điều khác khiến việc quay phim tàu Titanic gặp khó khăn hơn, đó là khi xác con tàu được các nhà khoa học phát hiện lại, nó bị bao phủ bởi vi khuẩn gỉ sét màu đỏ, khiến việc chụp ảnh rõ nét càng khó hơn. Khi chụp, màu đỏ không phản chiếu tốt dưới nước. Việc này rất không may cho các nhiếp ảnh gia. Vì lý do đó, các phương tiện do con người vận hành để khám phá tàn tích được trang bị các thiết bị chiếu sáng mạnh. Khi bạn nhìn thấy một số bộ phận của tàu Titanic từ xa, chúng trông như thể sáp màu nâu đỏ nhỏ giọt khắp tàn tích của con tàu. Nhưng trên thực tế, những cấu trúc hình bán này là những nhóm vi sinh vật. Khi con tàu chìm, nó mang theo một lượng lớn vi khuẩn chưa từng có dưới đáy đại dương trước đây. Nhưng bây giờ, những vi khuẩn này cùng với điều kiện khắc nghiệt dưới đáy đại dương đã biến thành một tổ hợp nguy hiểm gây hư hại cho con tàu. Những nhóm vi sinh vật màu đỏ này ăn sắt và thép, về cơ bản là tất cả những gì còn lại của tàu Titanic. Một loại vi sinh vật trong số đó là vi khuẩn có tên Halomonas titanicae. Chúng có thể ăn tới 100kg sắt mỗi ngày. Điều này khiến tàu Titanic trở thành một nguồn thức ăn khổng lồ cho chúng. Đã có rất nhiều suy đoán liên quan đến tuổi thọ của xác tàu sau khi các nhà nghiên cứu phát hiện ra lớp gỉ kỳ lạ này. Nhưng theo Cameron và nhóm nghiên cứu của ông, tàu Titanic sẽ không sớm tan rã. Một trong những chuyến thám hiểm mới nhất về xác tàu có một phương tiện điều khiển được tài trợ để xác định cụ thể một phòng ngủ riêng. Nó thuộc về một hành khách rất quan trọng, ngài Benjamin Guggenheim. Vâng, giống tên bảo tàng ấy. Guggenheim là con trai của một ông trùm khai thác mỏ và là thành viên của nhóm cấp cao có mặt trong chuyến hành trình xuyên đại Tây Dương của con tàu Titanic. Sinh ra ở Philadelphia, Guggenheim đã trở về quê nhà ở Mỹ, nhưng như tất cả chúng ta đều biết, ông không bao giờ đến được đích cuối cùng. Với mức giá dao động từ 400 đến 800 bảng Anh vào năm 1912, tương đương 84.000 bảng Anh ngày nay, người ta có thể đặt một phòng ngủ riêng. Phòng này trên tàu Titanic là loại phòng hạng nhất và sang trọng nhất. Chúng ở trên bon B hoặc C và được trang trí theo hơn 11 phong cách khác nhau từ thời phục hưng Jacobin, Georgia, Ý và danh sách vẫn còn dài. Những căn phòng này có rất nhiều tấm ván chạm khắc và đồ gỗ làm từ những loại gỗ quý hiếm, ví dụ như gỗ gụ, gỗ sồi. Guggenheim đã ở trong một căn phòng sang trọng như vậy. Và 100 năm sau, một trong những hậu duệ của ông đã tài trợ toàn bộ cho một sứ mệnh chỉ để xác định vị trí chính xác của căn phòng mà Guggenheim đã ở. Chuyến thám hiểm này đã trở thành một phim tài liệu của National Geographic và họ đã xác định được khoang nào là của Guggenheim. Cảm ơn họ rất nhiều.